các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện gió ấm không bằng anh thâm tình của tác giả thanh thanh thùy tiếu ngoại truyện chính các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa xin hãy bấm đăng ký thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé xin cảm ơn các bạn lão đại sao anh lại ở đây Lệ Nam hành liếc nhìn vẻ mặt thất thần của cô Quay đầu lại nhìn cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi làng tuyết trắng xóa Trong cái lạnh giá rét này Không hiểu sao giọng nói thờ ơ của anh dường như có một chút ấm áp Căn cứ tạm thời có hàng kình và A Phong do nhà họ lệ phái đến lo liệu rồi Dù sao tôi cũng không thể vứt cả đám miệng còn hôi sữa như các cậu tự sinh tự diệt ở núi Rô này được Thật ra cũng không đến mức tự sinh tự diệt nhưng mấy ngày vừa rồi mọi người buồn chán ngồi trong lều tám nhảm, đúng là có vài thành viên trong đội thang ngắn thở dài rằng không biết có phải các lãnh đạo thấy bọn họ thường ngày ăn không ngồi rồi hay là cảm thấy biểu hiện của bọn họ không tốt trong lần thực hiện nhiệm vụ nào đó nên mới để họ trở thành một nhóm người bị căn cứ vứt bỏ hoặc là chăn thả hay không? Nếu không, sao căn cứ lại ném bọn họ đến đóng giữ ở cái nơi chim không thèm đậu này chứ, còn thảm hơn cả bộ đội biên phòng hay đội canh gác ở biên giới nữa? Trinh Phun ăn cắt Cho dù Phong Lăng giải thích với bọn họ thế nào, thì bọn họ vẫn bị lây nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực này cô phải khuyên tới khuyên lui mới giúp bọn họ lấy lại chút tinh thần bây giờ họ mới chịu đi xung quanh tìm xem có con sông nào để bắt cá hay không nhưng đoán chừng trong lòng mọi người ít nhiều cũng cảm thấy oán hận căn cứ bây giờ lệ lão đại đích thân đến đây chỉ cần anh đứng ở đây thôi cũng đã có tác dụng hơn trăm ngàn lời giải thích của cô rồi lão đại đích thân tới chứng tỏ căn cứ không hề bỏ rơi họ càng không phải không coi trọng mọi người thậm chí càng chứng tỏ rằng nhiệm vụ đóng quân ở đây quan trọng đến nhường nào. Trong nháy mắt, những suy nghĩ vẫn vơ của đám người bọn họ đã được xua tan ngay lập tức. Vậy lão đại đến đây thăm mọi người và động viên tinh thần các thành viên sao? Phong Lăng hỏi một câu, đồng thời liếc mắt về phía chiếc xe dừng cách đấy khá xa. Trên xe không còn ai khác, không ngờ anh lại tự mình lái xe đến đây. Khoảng cách từ trung tâm bang Montana tới nơi này khá xa, núi cao đường xa, phải lái xe rất lâu mới tới đây được đặc biệt là con đường dành cho người muốn lái xe lên núi rất nguy hiểm có thể gặp tuyết lở bất cứ lúc nào vậy mà anh lại dám một mình lái xe đến lệ nam hành không giải thích gì chỉ lạnh lùng liếc nhìn món đồ trên tay cô đang làm gì đấy phong lăng hơi ngập ngừng chỉ vào đống củi khô trên mặt đất tôi đang nghĩ cách nhóm lửa mặc dù đống vật dụng và thiết bị nhóm lửa kia rất cốt, nhưng nếu thật sự phải sống ở đây tận 3 tháng thì nên tiết kiệm mấy thứ ấy, nếu không phỏng chừng chưa đến một tháng, chúng đã bị dùng hết sạch rồi. Dùng hết thì dùng hết. Căn cứ đâu có bỏ rơi mấy người ở đây, cứ sau 10 ngày sẽ có người mang vật dụng cần thiết đến. Tuy nói như vậy nhưng lệ nam hành lại cầm lấy diêm và hộp quẹt từ tay phong lăng. Nhìn thấy hành động này của anh, phong lăng nhường lại đám củi khô cho anh theo bản năng. Cô không hút thuốc, cũng hiếm khi dùng đến bật lửa hay diêm nên không quen tay khi dùng những thứ này. Mặc dù trong căn cứ cũng huấn luyện cách sinh tồn ở nơi hoang dã nhưng tất cả đều có liên quan đến rừng cây nhiệt đới hoặc rừng rậm. Bởi vì cô lớn lên trong hang sói từ nhỏ nên vẫn luôn khá tự tin với những chuyện giả ngoại sinh tồn thế này. Kết quả, không ngờ sau khi cô đến căn cứ, lần giả ngoại sinh tồn đầu tiên lại là đến một nơi khô lạnh như thế này. Đến một người bình tĩnh như phong lăng tối qua còn chẳng thể ngủ ngon được, cứ trằn trọc mãi không biết làm cách nào để có thể sống được ở nơi lạnh lẽo này tận ba tháng lệ nam hành ngồi xuống đưa tay kiểm tra đống củi phong lăng đặt trên mặt đất thản nhiên nói trên đất toàn là tuyết dưới lớp tuyết còn có một lớp băng dày cậu định nhóm lửa ở đây sao cho dù có nhóm lên được lửa thì lửa cũng nhanh chóng cũng tắt ngóm thôi nói rồi người đàn ông lại liếc nhìn hai chiếc lều không xa lều có chức năng phòng cháy và chống lạnh sao cậu không làm ở trong đấy Phong Lăng chỉ vào một chỗ gần đấy, tôi muốn có một nơi rộng hơn ở đối diện lều nên mới định làm tan lớp tuyết này. Dù sao lều cũng là nơi để mọi người ở lại nghỉ ngơi, nếu đốt mấy thứ rơm củi và than đá do căn cứ vận chuyển tới ở bên trong thì tôi lo mọi người sẽ có nguy cơ bị ngộ độc khí than. Có thể mở lều để thông gió, khi không khí được lưu thông thì không lo bị trúng độc nữa. Lệ Nam Hành lại gãy gãy đám củi ở dưới đất, chỉ vài ba cái đã nhóm được lửa lên. Sau đấy, đúng như anh nói với kiểu gió lạnh thấu xương của nơi này đống lửa còn chưa kịp tiếp xúc với lớp tuyết đã bị thổi tắt ngõm người đàn ông vẫn ngồi ở đó kiểm tra xem lớp băng dưới tuyết dày chừng nào phong lăng đứng đằng sau anh chiếc áo khoác đen dày cộng mà anh đang mặc trên người giống hệt của cô cô đang thắc mắc không biết chiếc áo khoác mà mình đang mặc có phải được làm dựa trên số đo của lệ nam hành hay không chiếc áo to như vậy mặc vào vừa dày vừa nặng nhớ tới lần đầu tiên cô mặc chiếc áo ấy, trông cô như đứa trẻ chập chững tập đi, mãi đến hôm nay mới quen được một chút. Áo của Lệ Nam Hành cũng rất dày nhưng khi mặc trên người anh lại chẳng thấy cồng kềnh chút nào, thậm chí trông còn khá ngầu. Phong Lăng nhìn anh, sau đó lại nhìn ống quần đã sắn lên ba lớp của mình, cô mím môi, nhưng không nói gì. Người đàn ông trước mặt cô đứng dậy, Phong Lăng lại nhìn đống củi khô ở dưới đất, không thể nhóm lửa được hả? lệ nam hành quay đầu nhìn cô đường đều do người đi mà thành không có gì mà không thể làm được cả đám tam bàn đâu rồi mấy ngày vừa qua bọn họ ăn nhiều lương khô đến phát ngán rồi bọn họ bảo muốn xuống dưới chân núi tuyết tìm sông phá băng để bắt ít cá về ăn lệ nam hành tiến lên vài bước nhìn vừa giống đang đi bộ lại vừa giống đo độ dày của băng tuyết gần đó đi được vài phút anh đứng cách chỗ băng nảy vài mét đá văng hòn đá phủ đầy tuyết và nói đợi đến khi bọn họ quay lại thì kêu họ dùng dụng cụ phá băng để xử lý băng tuyết trong vòng 20 mét vuông này trước. Trong xe của các cậu hẳn là có đồ đặt do căn cứ chuẩn bị. Đợi sau khi băng tuyết trên mặt đất không còn nữa thì rải những thứ đó lên. Miễn là ngày nạp cũng giữ tốt, chắc chắn sẽ không bị đóng băng nữa. Hóa ra mấy món đồ trong xe là để dùng vào việc này. Chẳng trách khi người phụ trách đưa bọn họ đến bang Montana đã nói, Mặc dù căn cứ sẽ gửi đồ tiếp tế cho mọi người theo định kỳ nhưng những thứ trên xe đều sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Hóa ra là như vậy. Không hổ là căn cứ 11, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Nếu có thời gian tìm xong, phá băng, tốt hơn hết nên giải quyết lớp băng ở trước cửa đi. Lệ Nam hành lạnh lùng nói, vấn đề nhà ở còn chưa giải quyết xong đã đi tìm thức ăn trước rồi. Giọng điệu của Lệ lão đại có ý trách móc nhưng cũng có chút bất lực nhưng phần nhiều vẫn là thông cảm dẫu sao trong hoàn cảnh này bất kể là ăn hay ở đều là chuyện rất quan trọng lão đại anh vào trong ngồi trước đi ngoài này lạnh lắm phong lăng chỉ về hai chiếc lều lệ nam hành không nhìn cô mà đi tới vách đá phía trước nhìn xuống phong lăng nhìn bóng lưng anh nghĩ đến chuyện bản thân làm sai nên mới bị phạt đến đây làm nhiệm vụ lúc đó anh đã cho cô một cơ hội nhưng cô lại không trân trọng hiện tại không thèm để ý đến cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên. cô không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn đống tuyết và củi cô dưới đất. bảo đám người tam bàn đi ra ngoài bắt cá cũng là vì cô muốn yên tĩnh một chút. bảy thằng đàn ông ngồi với nhau rảnh đến nỗi không thể rảnh hơn nữa, còn ồn ào, lãm nhảm hơn cả một đám con gái tụ lại, nói không ngớt miệng. cộng thêm thường ngày mọi người quen với việc bận rộn tập luyện, bây giờ họ lại đột nhiên không cần luyện tập nữa ngày nào cũng phải nghĩ đến chuyện ăn ở thế nào cho thoải mái, riêng chuyện này thôi cũng đủ loạn như một nồi cháo rồi. Cô thà làm hậu cần ở đây một mình, nghiên cứu sao cho mọi người ăn ngon, ở thoải mái, còn hơn là ngồi nghe bọn họ ồn ào, láo nháo. Phong Lăng đột nhiên đi thẳng vào trong tìm dụng cụ, lấy ra một cái sẻn chắc chắn, vạch một không gian hình vuông khoảng 20 mét vuông lên mặt đất phía đối diện của lều, sau đó lại xúc đống tuyết phía trên đi, rồi phong lăng dùng phần khá sắc bén ở đầu xẻng nện mạnh xuống nền băng lệ nam hành nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn thấy một mình phong lăng đang vùi đầu cực khổ làm lụng ở đằng kia tiếp đó anh lại thấy cô đứng đập cả nửa ngày cũng chỉ mới tạo ra được vài dấu vết màu trắng ở trên mặt băng người đàn ông nhìn một lát rồi chắp tay sau lưng dùng tư thế này đi một vòng quanh người phong lăng cuối cùng dừng lại ở bên cạnh nhìn cô vẫn miệt mài không từ bỏ việc phá băng có biết giờ cậu giống cái gì không Phong Lan nghe ra được sự chế giễu trong câu nói của anh, không thèm quan tâm, tiếp tục cúi đầu tiếp tục phá băng, vừa làm việc vừa nói, với loại băng lâu năm ở trên núi tuyết như này, tạm chưa nói đến nó có dày hay không, nhưng chắc chắn là vô cùng cứng, không thể dễ dàng đập vỡ nó ngay được. Lão đại, phiền anh tránh qua một bên, tránh cho mỗi lần tôi dùng lực vung sẻn lại trúng vào mặt anh. Tuyên phun ăn cắp. Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cô, ánh mắt lạnh lùng dần dần được thay thế bằng ý cười giống con gấu với tứ chi không cân đối phong lăng ngừng tay quay ngoắt lại nhìn về phía anh bởi vì chiếc mũ trên đầu quá rộng nên che mất một nửa khuôn mặt cô nhất thời cô không nhìn thấy được ý cười lóe lên trong mắt lệ nam hành cô giật mạnh cái mũ xuống nhìn gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh chiếc áo chống rét này quá rộng vốn chẳng phải để tôi mặc khó khăn lắm tôi mới mặc nó đi lại bình thường được lão đại nếu như anh đến chỉ để cười nhạo người khác thì mời anh về lều nghỉ ngơi đi, đừng có ở đây cản trở tôi. Lệ Nam Hành cười nhạt, giành lấy chiếc xẻng từ trong tay cô, hất cầm chỉ về phía chiếc xe địa hình mà bọn họ lái đến đây đang đậu cách đấy không xa, không phải trên xe có muối mà căn cứ chuẩn bị cho các cậu sao. Động tác của Phong Lan ngừng lại, nhìn chiếc xẻng bị anh giành mất, rồi lại ngước mắt nhìn gương mặt không hề bị đỏ lên vì bị gió lạnh nơi này tạt vào, dáng vẻ anh vẫn giống như lúc anh mới đến đây. Cô không hiểu, hỏi, chỗ muối đó không phải là gia vị chuẩn bị cho bọn tôi ăn sao? Gia vị mà nguyên muối mất nửa thùng xe. Không sợ mặn chết à? Vậy để làm gì? Lệ Nam Hành cắm chiếc sẻn xuống đất, tay chống lên cán, nhìn cô, phong lăng, cậu gia nhập căn cứ từ năm 13 tuổi đến bây giờ, căn cứ đã dạy cả môn văn hóa và huấn luyện ngoài thực địa theo đúng quy định, mà giờ kiến thức cậu học được bay đi đâu hết rồi. Phong Lăng rất bình tĩnh trả lời lại anh, Huấn luyện giả ngoại không hề bao gồm địa hình núi tuyết và sông băng như này. Đôi lông mày anh tuấn của Lệ Nam Hành hơi nhướng lên, "Vậy cậu chạy đi lấy muối lại đây, trải lên mặt băng, tôi sẽ đích thân làm mẫu cho cậu. Đừng lề mề nữa, đi nhanh." Lệ Nam Hành thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của cô, vội đưa mắt thúc giục. Phong Lăng không còn cách nào nên đành quay người, đi lấy muối ở trên xe. Sau khi cô đi tới đi lui để lấy hơn 10 bao muối tới, Lệ Nam Hành vẫn nói không đủ, bảo cô đi lấy thêm nên cô lại đi tiếp. Sau đó anh bảo cô mở hết mấy bao muối, trải lên mặt đất, cô làm theo lời anh, rắc muối lên mặt đất. Nhìn mặt đất đầy muối và người đàn ông vẫn luôn chỉ đứng đó nhìn mình rải muối, Phong Lăng đứng sang bên cạnh, anh không động đậy, cô cũng đứng im. Lúc này đang là hơn một giờ chiều, xem như là thời gian hiếm hoi có thể nhìn thấy được mặt trời ở trên ngọn núi tuyết này, nhưng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên được vài ba độ. Ở cái nơi lạnh cũng khiếp âm 30, 40 độ, thậm chí còn có thể thấp hơn như ở đây thì cô chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Tuy nhiên, số muối trên mặt đất lại dần dần hòa vào trong tuyết, cho đến khi nhìn thấy lớp tuyết có dấu hiệu từ từ tan ra, vẻ mặt Phong Lăng mới hơi biến đổi. Lệ Nam Hành thấy lớp tuyết trên mặt đất đã tan, mới ném cây xẻng cho cô, đôi chân dài bước về phía chiếc lều một mình phong lăng ở, trước khi vào trong, anh không quay đầu nói, sau một tiếng nữa hãy đục tiếp lớp băng phía dưới, giờ thì chờ đi. Tận mắt chứng kiến cảnh tuyết tan, phong lăng không còn dị nghị gì nữa. Chỉ là sau khi nhìn đống tuyết tan cùng hỗn hợp muối và nước tuyết ẩm ướt trên mặt băng, cuối cùng phong lăng cũng nhớ ra đúng là có cách này trong kiến thức sinh tồn giả ngoại mà căn cứ đã dạy. Nhiệt độ đóng băng của nước là không độ C, nếu như rắc thêm muối thì nhiệt độ kết băng sẽ giảm xuống. Với 10% dung dịch muối sẽ khiến nhiệt độ đóng băng giảm xuống âm 6 độ C, 20% sẽ giảm nhiệt độ đóng băng của nước xuống tận âm 16 độ C. Điều này có nghĩa là nếu rắc muối trên con đường đóng băng, băng có thể bị tan chảy, muối sẽ được hòa tan ở phần nước của băng, làm giảm nhiệt độ đóng băng. Phong lăng giơ tay chà sát hai má bị lạnh đến đỏ bừng, hít sâu một hơi, cô biết rằng sau một tiếng nữa, dù lớp băng ở dưới tuyết không dễ tan nhưng chắc chắn nó sẽ dễ phá hơn trước rất nhiều. Vậy nên cô chẳng đứng ngay ra đó nữa, nhanh chóng đi theo vào trong lều. Cô vừa vào bên trong đã thấy Lệ Nam Hành đang ngồi trên chiếc giường duy nhất ở đó. Chiếc giường rộng khoảng 1 mét năm hai ngày qua, đó là nơi cô ngủ, ở bên cạnh còn chất một đống chăn mền, thảm sưởi ấm và một đống thứ khác. Cô định đi qua, đột nhiên thoáng liếc thấy chiếc vali để dưới gầm giường, bên trong còn để vài tấm vải cuốn ngực mà cô thường dùng. Trong nháy mắt, biểu cảm trên khuôn mặt cô đột nhiên cứng đờ lại. Toi rồi. Bởi vì cô ở đây một mình, cộng thêm việc quần áo cô mặc rất dày vì vậy không cần phải quấn vải ngực. Dù gì cũng không có ai để ý nên cô không dùng thứ đồ đó. Cô liếc mắt nhìn chiếc vali dưới giường một lần nữa, bước nhanh lại chỗ đấy. Ngay khi Lệ Nam Hành đứng dậy rót một cốc nước ấm, cô giơ chân đá chiếc vai vào bên trong. Lệ Nam Hành quay đầu lại đúng lúc Phong Lăng thi chân về, cô bình tĩnh nhìn anh. Lão đại, nếu lượng muối kia đủ dùng thì có thể để cho bọn Tam Bàng mang theo sử dụng khi bắt cá được không? Như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Lệ Nam Hành cầm cốc lên, nhấp một ngụm nước ấm, cười lạnh, vẫn còn muốn bắt cá. Mới mấy ngày rời căn cứ mà các cậu đã thèm thịt rồi hả? Phong Lăng nhìn thấy chiếc cốc anh đang dùng là của mình nhưng không nói gì, chỉ đáp: tôi thì không thấy gì ăn đại món gì đó no bụng là được nhưng bọn họ thì rất muốn ăn. Bọn họ muốn dùng thì cứ để bọn họ dùng, không đủ thì nói người tiếp tế để lần sau họ tới thì sẽ nhớ mang thêm cho các cậu. Anh nói xong thì lại uống thêm một ngụm nước. Phong Lăng gật đầu, được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với họ sau. Giờ này rồi mà bọn họ vẫn chưa về. Từng, để đi bộ xuống núi tuyết cũng rất mất thời gian, sớm nhất cũng phải đến chạng vạn thì họ mới quay lại gọi điện thoại gọi bọn họ về. Không gọi được, trong khoảng thời gian này không có tín hiệu, phải tầm từ 7 đến 10 giờ tối mới có sóng. Lệ Nam Hành không nói gì, đặt cốc nước xuống, nhìn Phong Lăng một cái, sau đó liếc mắt ra ngoài lều. Trong này chỉ có một chiếc giường. Phải, bảy người bọn họ ở trong lều kia, không nhét nổi chiếc giường thứ tám nên tôi để nó ở đây, cũng may là tôi quen ở một mình, vả lại cũng bớt ồn ào. Phong Lăng vừa nói vừa đi tới cạnh giường, mặc dù không cố ý nhưng trong tiềm thức, cô vẫn không muốn để anh phát hiện mấy món đồ để trong vali. Mấy món đồ cuốn ngực đều ở trong đó hết, lỡ bị phát hiện thì. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, khi nghe nói cô đang ở một mình thì cặp mày của người đàn ông hơi nhướng lên. Tâm trạng anh có vẻ đang vui, lại cầm chiếc cốc của cô lên uống một ngụm nước ấm. Khi cô nhìn kỹ thêm lần nữa thì người đàn ông đã quay người đi kiểm tra độ che phủ của bốn phía xung quanh căn lều, không hề để mắt đến cô. Một tiếng sau, quả thật lớp băng ở ngoài lều đã tan được một chút, nhưng dù sao đây cũng là lớp băng dày theo năm tháng nên không thể dễ dàng tan được, vẫn cần người đục. Nhưng lúc phong lăng cầm dụng cụ đi đục thì cô lại phát hiện lớp băng không còn cứng như trước nữa mà dễ vỡ hơn rất nhiều, đập một cái là vỡ cả mảng lớn, dùng sẻn là có thể nhẹ nhàng nảy nó lên. Xế chiều, bảy người đám tam bàn quay lại, tay người nào người nấy trống không, mặt mày ủ dột không cần đoán cũng biết bọn họ không tìm thấy sông, chỗ này rộng như thế, băng tuyết lại dày, ai mà biết là ở dưới lớp băng nào có sông chứ. Tam bàn đi đầu tiên, đang định về lều uống ngụm nước thì đột nhiên nhìn thấy đống tuyết trên phần đất đối diện lều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh ta kinh ngạc ngó vào trong, vừa định gọi phong lăng ra hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, kết quả mới hé miệng lại thấy một người đàn ông đi từ trong lều ra. Anh ta hoảng hốt, miệng lắp bắp, lão. Lão, Lão. Lão. Lão đại. Khi nhìn thấy mặt mày mấy người bọn họ xám xịt của, Phong Lăng định ra ngoài nhưng lại nghĩ chắc lệ lão đại sẽ suy xét đến tâm trạng của bọn họ mấy ngày qua rồi nói vài câu gì đó, nên cuối cùng cô ở lại trong lều, đợi một lát rồi sẽ ra sau. Khoảng 20 phút sau, Phong Lăng thấy hội tam bàn quay người đi ra phía sau, đoán chừng đã nói chuyện xong, lúc này cô mới đi ra. Kết quả vừa đi ra lại nghe thấy tiếng lệ lão đại khuân hết mấy thứ đó qua đây. Khuân đồ. Khuân cái gì? Phong lăng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rồi lại nhìn các thành viên khác, họ cũng đang thi thoảng ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cô chỉ thấy họ đi theo tam bàn, chạy hộp tốc về phía chiếc xe địa hình cỡ lớn mà lệ lão đại lái tới. Đúng, là chạy hộp tốc, dáng vẻ rất vui sướng. Cô chỉ nhìn một lúc, không hỏi nhiều, vừa định quay lại lều đun nước thì nghe thấy tiếng hét rung trời động đất của tam bàn, a à, a à. bếp nướng thịt phong lăng dừng bước đưa mắt nhìn qua bên kia sau đó tam bàn và những người khác đồng thanh hô lớn a a a a thịt nhiều thịt quá a a a còn có cả tôm nữa a à, a à, nhiều thịt quá a à, a à. phong lăng á khẩu anh có mang theo bếp nướng cô hỏi anh quay đầu nhìn cô không trả lời sau đó đi vào trong lều trước. Phong lăng Làm việc tốt thì cứ đường đường chính chính mà làm, kênh kiệu cái gì chứ. Nhưng khóe miệng cong lên một cách vô thức mà chính cô cũng không nhận ra. Đợi đám người tam bàn khuân hết những thứ mà lệ nam hành mang tới vào trong lều, Phong lăng nhìn mà nghệt cả mặt ra. Đây là mấy chục cân thịt đấy. À, không đúng, chắc cũng hơn cả trăm cân chứ chẳng đùa. Ban nãy tôi mở xe của lão đại ra mà giật cả mình, không ngờ cốc xe lại chứa đầy thịt đông lạnh nếu như chúng ta ăn cơm với thịt như bình thường thì cũng đủ cả đám dùng cả một tháng đấy đúng vậy không ngờ lão đại lại nhân từ như thế biết chúng ta ở đây nhịn đói chịu rét đích thân đem thịt đến cho chúng ta ái chà chà thật sự kích động quá đi mất truyên phun ăn cắp nhiều thịt như này cứ để luôn ở ngoài trời đi dù sao nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn tủ đông nhiều sẽ không bị hỏng đâu cứ để đông vậy khi nào ăn thì lấy vào rã đông rồi rửa sạch là được đúng 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 mới nghĩ đến cuộc sống sau này không còn thiếu thịt nữa nỗi thất vọng khi không bắt được cá hôm nay cũng bay hết rồi lão đại em yêu anh chết đi được tam bàn kích động lao về phía lệ nam hành lệ nam hành ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa lều khi tam bàn xông đến anh giơ chân đạp anh ta qua một bên tránh ra yêu gì mà yêu ông đây không có hứng thú với nam giới Ê. Lão đại, anh như vậy là không thật lòng rồi nhé, sao tôi lại nghe nói, tam bàn cười hí hí, đột nhiên tỏ ra mờ ám nhìn sang phong lăng đang đứng đung nước ở bên cạnh, nghe nói lão đại rất có hứng thú với nam giới chứ. Sắc mặt lệ nam hành không hề thay đổi, anh lạnh lùng nhìn cậu ta, gằn từng chữ một hỏi, cậu. Nghe! Nói! Đúng thế, mà chẳng phải một mình tôi nghe nói, mọi người trong căn cứ của chúng ta đều biết, lão đại đối với. Ai đấy tam bàn không hề chỉ mặt gọi tên những ánh mắt lại hướng về phía phong lăng, sau đó cười he he, thì là... Dù sao mắt của mọi người cũng không mù đúng không? Hơn nữa, lão đại anh vất vả chạy từ Los Angeles đến nơi khỉ ho cò gáy này không thể nào chỉ đơn giản là vì muôn quan tâm tới chúng tôi được. Nhất thời, mấy người họ nửa tin nửa ngờ, nhìn theo ánh mắt của tam bàn, hướng về phía phong lăng. Phong lăng đung nước xong vừa quay người lại thì bất ngờ đối diện với ánh mắt của bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Phong Lăng, Tam Bàn cũng biết Phong Lăng bình thường không biết đùa là gì, vì vậy anh thu lại tầm mắt, cười ha hả đi về phía Lệ Nam Hành. Phán đi. Lệ Nam Hành cau mày, sốt ruột đem ghế ngồi chỗ khác. Lão đại, Tam Bàn vẫn mặt dày, nhỏ giọng nói chỉ để Lệ Nam Hành nghe thấy, nếu anh thật sự chạy tới đây vì Phong Lăng, các huynh đệ có thể chỉ cho anh vài chiêu tạm thời không nói chuyện anh là lão đại, chỉ với lượng thịt nhiều như vậy, nếu anh thực sự có ý với Phong Lăng, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Chưa nói hết câu, Lệ Nam Hành đã đá anh ta sang một bên. Ngay sau đó, thân hình đồ sộ của Tam Bàn nện vào người Đại Bân đang đứng ở phía sau. Lúc ngã vào vòng tay của Đại Bân, anh ta bắt chiếc phụ nữ chỉ một ngón tay ra nũng nịu nói, ai da, anh Đại Bân à. Chân anh cứng quá đi. Khóe miệng Đại Bân co giật, cút bốn phía xung quanh lều đột nhiên vang lên tiếng cười, tam bàn đứng dậy, hờn dỗi hừ một tiếng. Vừa mới đi được hai bước, anh ta đột nhiên quay đầu lại, anh đại bân à. Giúp em, đốt đống than trong bếp nướng đi, lão đại còn đem đến cho chúng ta bao nhiêu là than tốt thế cơ mà. Mấy ngày tới, mấy chiếc xe địa hình đúng là kho báu, muốn có gì sẽ có đó. Đúng đúng đúng, ông đây cảm thấy từ khi có đống thịt này, cuộc sống đã viên mãn rồi muốn viên mãn không phải dễ lắm sao xem ra bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu mấy em gái xinh đẹp nữa thôi nếu có được một cô em ở đây làm bạn cùng thì tôi nguyện ý sống ở núi rô dơ này cả đời sống hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà đến tay của con gái tôi còn chưa được nắm bao giờ đây này tam bàn và đại bân chuyển bếp nướng vào trong mọi người cùng nhau ngồi vây quanh bếp nướng rồi bắt tay vào lắp ráp cho than vào trong làm thêm một công cụ dẫn khói ra ngoài lều bận rộn nhưng rất vui vẻ ai nấy đều cẩn thận như thể chiếc bếp nướng này là vật báo hiếm thấy chỉ cần có ai đó lỡ mạnh tay một chút là lại bị tiếng gào thét của mấy anh em xung quanh tấn công lỗ tai nhẹ thôi nhẹ thôi cuộc sống hạnh phúc mấy tháng tới của mấy anh em đều dựa vào nó đấy đừng có làm hỏng làm hỏng rồi lão đại sẽ không vác cái nữa đến cho chúng ta đâu trinh phun ăn cắp khi nói chuyện bọn họ còn cố ý liếc nhìn lệ nam hành ánh mắt mong đợi lệ lão đại yêu dấu của họ sẽ đáp lại rằng không sao, lần tới, tôi cũng sẽ mang đến cho mấy cậu. Nhưng cái mà họ nhận được lại chỉ là gương mặt lạnh lùng của anh cùng một câu nói, hỏng rồi thì tự mình dựng lên mà nướng. Người nguyên thủy còn nướng chính thịt được, các cậu sống ở thời đại này rồi mà không ăn được thịt nếu rời khỏi cái bếp à. Căn cứ 11 của tôi còn cần một đám ngu dốt như các cậu làm gì. Đúng đúng đúng, đúng lão đại nói đúng, lão đại nói gì cũng đúng hết. Lời của lão đại là thánh chỉ, Lão đại là trong chống chỉ chiều gió của bọn em Lão đại chính là Bất nịnh hóc đi, nhanh tay nhóm lửa, đói sắp chết rồi Đại bân đạp một cái lên cái mông đang uống éo của tam bàn Sau đó, mọi người cắt lấy một miếng thịt lớn rồi dùng dao thái nó thành từng miếng nhỏ tất bật trả đông thịt, chuẩn bị nguyên liệu và gia vị Trong suốt quá trình, phong lăng đều ở bên cạnh phối hợp đun nước, chuẩn bị đồ ăn lệ nam hành nhìn thấy một đám nhóc bị cử đến một nơi lạnh thấu xương như này lại có thể vui vẻ chỉ vì chút đồ ăn như thế mặc dù không tỏ thái độ nhưng ánh mắt anh lại dần trở nên ấm áp người đàn ông ngồi một bên nhìn mọi người bận bịu làm việc quan sát một lúc anh dời mắt nhìn về phía phong lăng đang đặt những gia vị vào đĩa để chuẩn bị tẩm ướp thịt tuy cậu thiếu niên đã cởi bỏ chiếc áo chống rét dày cộng nhưng trên người cậu vẫn còn mặc cái áo lông mỏng và một chiếc quần nỉ anh lại nhìn khuôn mặt dường như đã hơi ửng hồng vì bị bếp nướng nóng của cậu lệ nam hành không nói gì vươn tay lấy thuốc và bật lửa rồi đứng dậy đi ra khỏi lều trong lều ồn ào rất lâu mãi cho đến khi thịt sắp được nướng chín cả đám mới ngồi tại chỗ vui vẻ hò hét ngoại trừ việc không thể uống rượu ra thì bữa thịt nướng hôm nay đã vô cùng hoàn hảo rồi bọn họ đến đóng trại ở đây là để phòng giữ băng đảng xã hội đen đang mai phục ở gần đây vậy nên họ có thể không cần phải ngày ngày huấn luyện nhưng tuyệt đối không được uống bia rượu dù là ngày hay đêm tất cả đều phải bảo đảm tinh thần của mình tỉnh táo nếu không khi kẻ địch xuất hiện ở vùng lân cận họ có muốn đề phòng cũng không kịp ê lão đại đi đâu rồi đúng vậy lão đại đâu rồi vừa nãy anh ấy còn ngồi đây mà mấy người nhìn vào vị trí lệ nam hành vừa ngồi trước đó nhưng lại không thấy anh đâu ban nãy, họ mãi chuẩn bị thịt nên không ai chú ý đến việc lão đại đã ra ngoài từ bao giờ. Phong Lăng đưa gia vị mà cô đã chuẩn bị xong cho họ rồi nhìn qua vị trí mà Lệ Nam Hành ngồi lúc nãy. Sau khi đứng im lặng nhìn một lúc, cô khoác chiếc áo chống rét lên người rồi đi thẳng ra ngoài. Đi ra khỏi lều rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng của lão đại đâu. Màn đêm buông xuống, gió thổi càng lúc càng mạnh, lạnh lẽo, rét buốt thấu xương. Cô đội mũ áo khoác lên, kéo khóa xong xuôi mới bước ra ngoài đi một vòng cuối cùng cô mơ hồ nhìn thấy một đống lửa màu cam đang phát sáng ở phía vách núi tuyết có người đang đứng đấy hút thuốc cô đi qua đó lúc đến phía sau người đàn ông cô liếc nhìn mặt đất phủ tuyết sau lưng anh lúc này tuyết đang rơi dấu chân mà anh đi đến đây đã bị tuyết lấp một nửa có thể thấy anh đã ra đây đứng được một lúc lão đại thịt đã nướng chín rồi anh chạy xe một mạch từ trung tâm montana đến đây chắc cũng chưa ăn gì nhỉ mau vào ăn thôi. Phong Lăng tiến về phía trước, đứng bên cạnh người đàn ông. Lệ Nam Hành đứng đón gió, tiện tay dập tắt mẫu thuốc lá, miệng nhả ra một làn khói trắng. Trong hoàn cảnh này, không rõ thứ anh nhả ra là khói thuốc hay là hơi thở nữa. Nhưng dưới màn tuyết trắng xóa, ở phía xa là vùng biển ranh giới bang Montana nhưng phần lớn đã bị băng tuyết bao phủ, nhìn không rõ bờ. Phía sau lưng là những chiếc lều với vài ngọn đèn sáng tỏ, chẳng khác gì nơi mà bọn cô đang đóng quân dường như là một chốn về ấm áp bởi vì có tuyết dù đang là buổi tối nhưng nhờ vào vài ánh đèn sau lưng và ánh trăng trên bầu trời nên dường như thế giới cũng không quá mức tăm tối thậm chí người đàn ông đang yên tĩnh đứng ở đây như tách biệt với thế giới trở nên cao lớn tới mức tạo cho người khác cảm giác run sợ đầy khó hiểu cái nơi quỷ quái này mà lại có cảnh tuyệt đẹp thế màn đêm cũng không tệ người đàn ông không nhìn cô chỉ đưa mắt ra xa sông băng trải dài đúng là cảnh hiếm thấy tôi cứ tưởng ở đây chỉ toàn là vách núi dựng đứng xem ra chỗ này cũng không tệ không quá hiểm trở nghe lời nói của anh kỳ thật phong lăng cũng không phát hiện ý gì khác nhưng cô vẫn hỏi vậy lão đại thất vọng ha anh vốn định cử tôi đến một nơi vô cùng khắc nghiệt để bắt tôi chịu khổ mài mòn nhuệ khí của tôi ai ngờ kết quả lại đưa đến một nơi cũng không đến nỗi nào Nhìn theo góc độ khác thì chẳng khác gì cho tôi đi nghỉ ở núi tuyết cả, quan trọng là còn có thêm mấy người anh em rất tốt nữa." Lệ Nam Hành nghe thấy giọng điệu của cô có phần khiêu khích, có thể đó không phải là khiêu khích, nhưng ít nhất trong lòng cô thực sự bình tĩnh, thậm chí cô không cảm thấy ở đây dày vò như thế nào, mà hóa ra là một loại hưởng thụ. Anh đảo mắt liếc cô một cái lạnh lùng. Phong Lăng vốn dĩ thấp hơn anh, bây giờ cô lại mặc cái áo khoác vừa to vừa dày, phồng lên như một chú gấu đen những lời châm chọc đến bên miệng thì bỗng trở thành, tôi mài mòn nhụy khí của cậu để làm gì. Tất cả thành viên đến từ căn cứ thứ 11 đều mang trên mình sự hăng hái của căn cứ, không cần mài cùng sự gai góc của bản thân. Phong Lăng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn người phía sau lần nữa, muốn dục anh trở về ăn thịt nướng. Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía xa xăm rồi thờ ơ hỏi, sống hơn 20 năm, tôi thấy dù có phải băng qua rừng rậm, dẫm phải mình hoặc xông vào căn cứ của phần tử khủng bố, tôi vẫn không có dũng khí bằng việc thừa nhận rằng bản thân thích cậu. Vì vậy, cậu thà dơ súng chống lại tôi tình nguyện đến nơi này chịu trừng phạt vì cậu thích phụ nữ, không có hứng thú với tôi đúng không? Phong Lăng im lặng. Lão đại, ở đây gió rét thổi mạnh, tôi mặc cả chiếc áo dày như này đứng ở đây còn cảm thấy lạnh thấu xương, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Phong Lăng nuốt nước bọt, không nói câu nào. Nếu cô là con trai thì đương nhiên cô phải thích con gái rồi nhưng điều quan trọng là cô không phải là con trai. Lúc này, bản thân cô thật sự rất mâu thuẫn, không biết thế nào là thích nhưng lại mơ hồ nhận thấy dường như mình đang có cảm xúc ấy. Vì đâu mà cô lại kháng cự, có lẽ là do bản thân còn chưa kịp chuẩn bị tốt là đã bị vẽ ngang ngược của lệ lão đại lớn ác, vả lại trước giờ trong mắt cô, anh vẫn luôn là lão đại. Nhưng nếu như không phải là thích, chẳng cần nhắc đến đêm ở trong phòng của lệ lão đại hôm đó chỉ đơn giản là hôm làm nhiệm vụ ở quán bar người đàn ông nào dám ép cô vào tường cưỡng hôn chắc chắn cô sẽ tặng cho kẻ đó một cái bạt tai ngay lập tức bên tai chỉ nghe được tiếng gió lạnh thổi vù vù không nghe được câu trả lời của phong lăng có vẻ như lệ nam hành đã sớm quen với việc phong lăng luôn trốn tránh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không thích nói chuyện của tôi thì nói về cậu đi một cậu nhóc 17 tuổi như cậu thì thích kiểu con gái ăn nói bột chột như Tần Thư Khả hay là kiểu con gái tri thức, gần gũi với mọi người như văn nhạc tình. Phong Lăng giơ tay áo che khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đau rát của mình, giọng buồn bực, lão đại, tôi với cô gái Tần Thư Khả kia chỉ mới gặp mặt có hai lần, sao tôi có thể thích cô ấy được? Trong mắt của tôi, cô Tần là một cô gái hòa đồng, cởi mở, nếu như cô ấy muốn kết bạn thì tôi còn có thể chấp nhận, nhưng nếu như là chuyện tình cảm thì chắc chắn không thể nào. Trong lúc nói, cô lại nghĩ đến em gái của bác sĩ Văn, còn về cô Văn, cho dù tôi thích kiểu người như cô ấy đi chăng nữa thì có vẻ cũng chẳng đến lượt tôi. Lão đại, anh với cô ấy mới đúng là một đôi. Lệ Nam Hành đang định lấy thêm một điếu thuốc, nhưng vừa mới sờ vào túi áo thì nghe thấy những lời ấy của cô, anh nhanh chóng ngưng lại, con người đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô, tôi và cô ấy. Đúng vậy, tất cả các điều kiện của cô Văn đều tốt, lại là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện los angeles nhưng cô ấy lại thường dành thời gian đến căn cứ để tìm anh không phải là vì cô ấy thích anh sao hơn nữa lão đại bình thường anh gần như không kiên nhẫn với ai nhưng xem chừng anh rất nhẫn nại với cô văn huống hồ cũng rất thân thiết với cô ấy lệ nam hành bỏ tay khỏi túi không lấy thuốc ra chỉ cười lạnh một tiếng vậy ra hôm đấy cậu đứng ở ngoài cửa phòng bệnh lâu như vậy mà cũng chỉ nhìn thấy được những điều đó Phong Lăng vội thu lại ánh mắt ban nảy của mình, đưa mắt nhìn về phía dòng sông băng ở đằng xa, tôi không đứng lâu, chỉ là muốn đến xem một chút, ai ngờ lại quấy rầy hai người trò chuyện. Tuyên Phun ăn cắp. Lệ Nam Hành cười khẩy, thật ra văn nhạc tình thường xuyên đến căn cứ chẳng có liên quan gì đến tôi. Từ trước đến nay, tôi vẫn ghét những cô gái thích dính chặt vào người khác như kẹo mè xửng, lần nào về nhà họ lệ tham gia tiệc rượu, tôi đều tránh xa đám phụ nữ ấy, Đến bây giờ vẫn chưa có cô gái nào dám lẻn vào căn cứ để quấy rầy vì tôi, hơn nữa căn cứ 11 không phải là nơi muốn vào là vào được. Vậy cô ấy? Một người con gái thường xuyên lui tới một nơi như căn cứ 11 đương nhiên là vì đàn ông, nhưng không phải là vì tôi. Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ, tiếp xúc nhiều thì thân thôi. Vả lại, cô ấy cũng không có ý gì với tôi, chỉ là bạn bè bình thường, cho nên tôi không có gì phải dè chừng với cô ấy sau khi dần dần tiêu hóa hết những lời anh nói dường như cô lại vấp phải một sự nghi hoặc lớn hơn vậy thì cô ấy đến vì ai đàn ông trong căn cứ nhiều như vậy đa số đều là những người rất tài giỏi nhưng tôi chẳng thấy cô ấy tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai hiếm khi gặp được ánh mắt hiếu kỳ muốn tìm hiểu bí mật của phong lăng lệ nam hành mím môi liếc nhìn khuôn mặt đầy tò mò của cô mở lòng từ bi nói là vì bác sĩ văn mới đầu phong lăng trưng ra vẻ mặt khó hiểu rồi đến bất ngờ và cuối cùng là kinh ngạc bác sĩ văn không phải là anh cô ấy sao phải vậy cô ấy đến vì bác sĩ văn nhất thời phong lăng không nghĩ được gì lệ nam hành không giải thích gì nhiều chỉ nói chuyện sâu xa trong đó tôi không thể nói nhiều nhưng quả thật nhiều năm nay văn lạc tình đến căn cứ là để theo đuổi bác sĩ văn anh cô ấy học ngành y cô ấy cũng vậy vì muốn trốn tránh cô ấy nên bác sĩ Văn mới tình nguyện từ bỏ công việc tốt để vào đây làm bác sĩ chuyên môn cho căn cứ 11. Cô ấy cũng bất chấp người khác ngăn cản, thường xuyên chạy đến căn cứ. Thấy cô ấy cũng là một bác sĩ, thỉnh thoảng cũng có thể dùng được nên căn cứ cho phép tự do ra vào. Nếu là người khác, không có được cơ hội tùy ý ra vào như vậy đâu. Vậy nên Văn Lạc Tình đang theo đuổi anh trai cô ấy. Anh em ruột thì theo đuổi thế nào? Cứ cho là theo đuổi được thì anh em ruột có thể yêu nhau, có thể kết hôn sao? Mặc dù Phong Lăng rất nghi ngờ, nhưng dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình. Phong Lăng không biết vì sao khi nghe thấy Văn Lạc Tình và Lệ lão đại không có bất kỳ quan hệ gì thì cảm giác bức bối trong lòng đột nhiên cũng không còn quá khó chịu nữa. Cô đổi chủ đề, "Lão đại, còn không vào trong thì chúng ta sẽ bị tuyết chôn tại đây đấy." Cô vừa nói vừa liếc nhìn vết chân mình để lại lúc vừa đến ở sau lưng đã bị phủ lấp một nửa chỉ còn lại dấu chân mờ nhạt. Nhìn thấy Phong Lăng mặc áo khoác dày như vậy, lại luôn dùng tay áo che mặt, nhưng hai bên gò má và phần trán vẫn bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ, Lệ Nam Hành không nói nhiều, quay người đi về phía lều. Phong Lăng cũng đi về theo. Họ vào bên trong lều, nhìn thấy đám người tam bàn đang ngồi quay quần một chỗ, ăn thịt nướng. Trong lều toàn mùi thịt nướng và mùi gia vị bay khắp nơi, những vẫn có hai chiếc đĩa sạch sẽ đựng mười mấy miếng thịt nướng bên cạnh, vừa nhìn đã biết là bọn họ cố ý để dành cho hai người trời càng ngày càng tối bên ngoài tuyết cũng càng ngày càng lớn rất may là độ vững chắc và ấm áp của căn lều này rất chắc chắn không hề bị ảnh hưởng phong lăng đặt miếng thịt để dành cho hai người họ ra ngoài và nướng lại trong một phút làm nóng nó sau đó gấp từng miếng vào đĩa của lệ nam hành sau khi gấp xong cô chỉ chừa cho mình vài miếng ăn mấy miếng định đặt đĩa xuống nhưng thấy đĩa bên cạnh mình vẫn chưa được động vào Cô nhìn Lệ Nam Hành yên lặng ngồi bên cạnh, lão đại, sao anh không ăn? Đi một ngày rồi, tôi không có cảm giác ngon miệng. Anh nói xong rồi đặt đĩa thịt trước mặt cô, cậu ăn đi. Tam bàn, Đại Bân và những người khác. Đây là bồn thức ăn cho chó siêu to khổng lồ của cặp đôi nam, nam à. Khụ, lão đại, cũng sắp 9 giờ rồi, tôi về lều sát bên trước nhé, anh với phong lăng ăn trước đi. Một người trong số họ vừa nói xong thì mấy người khác cũng tìm cớ, chưa đầy vài phút, tất cả đều lủi đi mất. Phong Lan nhìn mấy con tôm đã nướng chín trên lò rồi lại nhìn cái đĩa trước mặt mình. Cô gấp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai, sau đấy lại lia mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Lão đại, bình thường tôi cũng không ăn nhiều thịt, hiện tại lại có bao nhiêu thế này thì tôi ăn không hết. Chỗ này rất lạnh, nhất là nửa đêm về sáng còn lạnh hơn nữa, nếu anh không ăn chút gì đó thì khả năng chịu lạnh sẽ kém đi rất nhiều anh vẫn nên ăn một chút thì hơn thấy phong lăng thật sự không thích ăn lệ nam hành dứt khoát cầm lấy đôi đũa trong tay cô rồi nhận cái đĩa sau khi anh dùng đũa của cô để ăn khoảng chừng năm sáu miếng thịt thì trả đũa và đĩa về lại trong tay cô phong lăng ăn hết đi anh liếc nhìn mấy miếng thịt còn thừa lại ở trong đĩa phong lăng nhìn đôi đũa vừa bị anh dùng xong suy nghĩ một lát cuối cùng cô bỏ đũa xuống. Phong Lăng định đi sang bên cạnh lấy đôi đũa mới, nhưng lại hơi do dự, trong đĩa cũng chỉ còn vài miếng thịt, nếu cô tự dưng lấy thêm một đôi đũa nữa thì hình như không cần thiết cho lắm. Hơn nữa, bộ dạng không để ý chuyện vặt vảnh này của lệ lão đại mới đúng là dáng vẻ của đàn ông chân chính, cô cũng xem bản thân là đàn ông thì không cần phải để ý đủ điều như thế. Thế là Phong Lăng lại cầm đôi đũa vừa nảy lên, vừa ăn vừa gấp tôm trên lò nướng ra một chiếc đĩa khác trước mặt anh lúc này lệ nam hành không từ chối nữa dùng tay lột tôm ngay lúc phong lăng vừa ăn xong mấy miếng thịt còn dư lại đang định đặt đĩa xuống thì bỗng nhiên có vài con tôm đã được lột vỏ bị ném vào trong đĩa cô đang cầm rơi ngay vào vị trí chính giữa chiếc đĩa ăn luôn mấy cái này đi sau khi nói xong người đàn ông kia đứng dậy đi tìm nước dội tắt than hồng đã sắp tàn trong bếp nướng phong lăng không lên tiếng chỉ yên lặng ăn tôm và nhìn người đàn ông đang đứng dọn dẹp lò nướng kia nhìn cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn tôm tâm trạng lệ nam hành khá tốt anh bắt đầu dọn dẹp lệ nam hành cầm bếp nướng vừa bị dập tắt không bao lâu ra ngoài rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất vừa chớp mắt một cái phong lăng đã thấy lệ nam hành cởi hết chỉ còn mặc một chiếc áo thun màu đen ở bên trong phần eo thon gọn mạnh mẽ ở dưới lớp áo thun đột nhiên khiến người nhìn có cảm giác muốn phạm tội phong lăng lập tức dời mắt nhìn ra bên ngoài nghe tam bàn nói tuy chỗ này rất lạnh nhưng trên đất toàn là tuyết hòa tan thành nước rồi đung lên để tắm rửa rất tiện lợi nên không ảnh hưởng gì đến việc vệ sinh cá nhân tôi lái xe cả một ngày nên giờ muốn tắm ở chỗ cậu một chút cậu không để bụng chứ tuy miệng thì nói thế nhưng anh đã đứng lên đi đến góc trong cùng được ngăn cách ra trong lều thấy lão đại chủ động dọn dẹp giúp họ phong lăng lẳng lặng đứng dậy thu dọn với anh mãi đến khi dọn dẹp sạch sẽ trong lều lệ nam hành đi vào lần nữa thì phong lăng mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng lão đại anh định ở lại qua đêm ở núi tuyết này à lệ nam hành vừa phủi tuyết động trên người xuống vừa dùng ánh mắt hỏi thừa liếc cô một cái lúc này phong lăng nhìn về phía lều sát vách rồi nói lều có nhiều người sẽ ấm hơn anh nghĩ cách để mọi người nằm dồn lại một chút có lẽ vẫn còn dư ra được một giường tôi đi bảo bọn họ chuẩn bị chăn cho anh nói xong phong lăng định đi thẳng ra ngoài Lệ nam hành lại lạnh lùng liếc cô một cái, trong lều của cậu chẳng phải vẫn còn chỗ sao. Quả nhiên, vẫn không tránh được việc anh ở lại lều của cô. Phong lăng lo lắng nhìn chiếc vali ở dưới gầm giường. Thế lão đại chờ một chút, tôi đi lấy một cái giường xếp khác cho anh. Phong lăng nói xong lại định đi ra ngoài. Dời hết mấy thứ trên giường của cậu xuống thì đỡ mất công hơn là chạy đi tìm giường xếp khác, giường rộng một mét năm mà không đủ chỗ cho hai người ngủ à bước chân của Phong Lan khựng lại. Chẳng mấy chốc, Lệ Nam Hành đã đi đến bên giường, chuẩn bị vương tay lấy đống đồ cô chất đống ở trên giường xuống. Cô giật thót tim, phải cuốn ngực thì cô để trong vali nhưng hình như băng vệ sinh của cô có sen lẫn trong đống đồ trên giường. Lão đại! Phong Lan bỗng nhiên nhào tới, lùa hết đống đồ trên giường vào trong lòng, đồ của tôi cứ để tôi tự dọn, lão đại đứng bên cạnh chờ một lát đi, tôi dọn sạch ngay thôi lệ nam hành thấy bộ dạng vừa chủ động vừa niềm nở hiếm có này của cô thì nhíu mày sau đấy anh cũng rất nể tình mà lui về phía sau một bước phong lăng vừa ôm đóng đồ trên giường xuống thả lên bàn vừa thầm mắng bản thân sao không nhớ đến việc cất băng vệ sinh ở dưới gầm giường luôn mấy người khác đều bất cẩn nên hẳn là sẽ không phát hiện được gì cũng sẽ không có ai đụng vào đồ của cô nhưng cô không ngờ rằng lệ lão đại bỗng nhiên lại đến thậm chí còn muốn ở lại đây rồi muốn ngủ trên giường này nữa Truyền phun ăn cắp. Vừa rồi cô chưa kịp nói ra câu từ chối ngủ chung giường thì sự chú ý đã bị dời đi rồi. Sau khi sắp xếp gọn gàng đống đồ linh tinh, Phong Lăng ngẩng đầu lên đã thấy Lệ Nam Hành ngồi ở mép giường, cởi áo khoác ra. Phong Lăng rủ cái đầu đang đau xuống, dây dây tráng. Đau đầu à? Khó chịu ở đâu? Giọng nói của người đàn ông bỗng truyền đến. Phong Lăng nhanh chóng bỏ tay xuống, không có, vừa nãy tráng có hơi ngứa nên tôi gãi chút thôi. Nói xong, cô lại đứng lên, bởi vì vừa rồi phải chạy ra chạy vào để chuyển đồ nên cô vẫn mặc bộ quần áo chống rét dày cộm, nhìn động tác có hơi vụng về. Chỗ đó là một phòng tắm đơn giản, bởi vì một mình phong lăng sử dụng nên rất sạch sẽ, có đủ loại đồ dùng vệ sinh, cái gì cũng không thiếu. Lệ Nam Hành bước vào còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, rất giống với mùi của phong lăng. Anh cởi áo sơ mi ra sau đó đi tìm khăn tắm, chỉ thấy phong lăng nằm sấp trên sàn bên cạnh giường, Tay chuẩn bị sờ vào vali dưới giường, tự hồ rất lo lắng. Nhìn thấy cô nằm trên mặt đất, Lệ Nam Hành Liếc nhìn chiếc vali bên cạnh, nhíu mày hỏi, "Cậu làm gì vậy?" Phong Lăng giật mình, đảo mắt thì thấy người đàn ông cởi trần đang đi tới. Cô cứ nghĩ anh sẽ vào đó tắm luôn, không ra đây. Cô nhanh chóng buông vali ra, nhìn người đàn ông đang cởi trần, ho khụ khụ rồi nói, "Lão đại, tôi đang tìm quần áo cho anh thay." Khỏi cần Tôi có mang theo. Người đàn ông xoay người đi đến cạnh bàn, cầm lấy một cái túi vải đen không biết đựng gì bên trong, anh lấy ra một bộ quần áo mới gồm một cái áo thun mới cùng chiếc quần đùi rộng rãi, thoải mái. Mí mắt Phong Lăng giật giật, hóa ra trong cái túi mà anh nhờ bọn Tam bàn tiện tay lấy dùng khi họ đi lấy lò nướng, đựng quần áo anh dùng để thay sau khi tắm rửa. "Lão đại, cô chậm rãi đứng lên, nhìn quần áo trong tay anh hỏi, không phải anh chỉ ở đây một đêm rồi đi sao?" anh định ở lại bao lâu lệ nam hành vừa đi về phía nhà tắm vừa lạnh nhạt bỏ lại một câu sau khi phái các cậu đến đây quân đội mỹ mới gửi thông báo đến số lượng đám mafia đóng quân ở gần đây không ít tuy rằng hiện tại chúng chưa có động tĩnh gì nhưng để tránh chuyện tám người các cậu gặp nguy hiểm tôi sẽ đến đây ở cùng các cậu một khoảng thời gian dứt lời người đàn ông kia cũng không giải thích gì thêm mà đi thẳng vào phòng tắm đơn sơ của cô Đến đây ở cùng các cậu một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian, nói cách khác, trước cuộc lệ lão đại ở đây bao lâu đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh, ngắn thì dăm ba ngày, lâu thì hai, ba tháng, tất cả đều dựa vào tính toán của anh. Phong lăng âm thầm hít vào, lại nhìn cái giường thật sự đủ rộng để ngủ hai người, mí mắt giật liên hồi. Nếu như lão đại thật sự định ở đây một khoảng thời gian thì cô phải nghĩ cách mang thêm một cái giường xếp vào đây, bằng không cứ ngủ chung giường thế này thì thật sự không an toàn chút nào dù sao cũng từng có vết xe đổ lúc cô mang rượu vào phòng lão đại rõ ràng anh vẫn đang tỉnh táo nhưng lại có thể làm này làm nọ với cô được nếu như anh cứ ở lại chỗ này dù trong mắt phong lăng lệ lão đại không phải là kẻ háo sắc nhưng cô chắc chắn hai người vẫn sẽ xảy ra chuyện cô không thể ở chung với bảy người khác nếu không họ sẽ dễ phát hiện ra cô không giống họ nhưng nếu cô ở chung với lão đại thì càng nguy hiểm hơn trước mắt không thể đổi chỗ ở, cô cũng không thể quá trắng trợn đuổi lão đại sang bên kia. Phong Lăng cảm thấy tim mình mệt quá, cô lại cúi người xuống, thế nhưng không còn dám âm mưu lấy chiếc vali dưới gầm giường ra nữa. Bởi vì vừa rồi, có lẽ lệ lão đại đã để ý đến động tác của cô, đợi đến lúc anh ra lại thấy chiếc vali này đã bị dời khỏi vị trí cũ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, không bằng cứ để yên dưới đó đi. Cho dù cô muốn quấn băng nịt ngực thì cũng phải chờ lúc anh ra khỏi lều vào ngày mai. Cô lại nhìn bộ đồ chống rét ở trên người mình, đứng sững cạnh giường một hồi. Khi nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm đơn sơ, cô lại nhớ đến câu nói của Lệ Nam Hành hôm đó, "Cậu nghĩ tôi vào phòng tắm để làm gì?" Vành tai Phong Lăng bỗng dưng đỏ lên, cô xoay người đi ra ngoài. Sau khi chạy vòng quanh lều 4 năm vòng, Phong Lăng ngồi bệt xuống nền tuyết trắng xóa, tiếp đó, cô nằm ngửa ra, nằm trong đống tuyết, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tuy đây là biên giới nào đấy của bang Montana thuộc Mỹ, tuy có rất nhiều sườn núi dựng đứng, vách núi treo leo, tuy ở đây rất lạnh, rét buốt nhưng chung quy vẫn là dưới cùng một bầu trời. Cho dù là ở Los Angeles hay ở đây, những vì sao trong đêm đen vẫn chẳng hề thay đổi. Cô nằm rất lâu, nhưng giá rét ngập trời khiến người ta không tài nào ngủ được. Phong lăng chỉ nhìn những làn khói trắng do cô thở ra, chẳng hề nhúc nhích gì mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở bên tai đó là tiếng bước chân cô đã nghe quen ở chỗ này mấy ngày nay phong lăng còn chưa kịp quay mặt sang xa nhìn thì lệ nam hành đã lọt vào tầm mắt của cô anh đã tắm xong cũng đã thay quần áo chỉ mặc đồng phục chiến đấu màu đen hơi dày không mặc đồ chống rét hai tay đút túi quần chân đạp lên nền tuyết tràn đầy mặt đất từ từ đi đến cạnh cô lệ nam hành nhìn cậu thiếu niên đang nằm dưới đất sao thế ngại tôi chiếm giường nên cậu muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu à. Phong Lăng ngồi bật dậy, đưa tay phủi phủi tuyết trên tay áo và đùi xuống, sau đó cô ôm quần áo dày nặng trên người, cựa quậy đứng dậy khỏi nền tuyết. Cô phủi hết tuyết trên người xuống rồi ngửa đầu nhìn Lệ Nam Hành hỏi, lão đại, anh tắm xong rồi à? Lệ Nam Hành liếc cô, ừ, cậu không vào tắm à? Tôi không tắm đâu. Phong Lăng vừa nói vừa tránh né ánh mắt của anh. Cô đi về phía lều, giọng nói có chút lúng túng, điều kiện ở miệng núi Roger này không thể tốt bằng trong căn cứ. Cho dù không thiếu nước, tắm rửa cũng rất thuận tiện nhưng mỗi ngày tắm hai ba lần thì xa xỉ quá. Hơn nữa, ở chỗ thế này, thân thể cũng không đổ mồ hôi, người hoàn toàn sạch sẽ, không tắm một, hai lần cũng không sao. Lệ Nam Hành nhìn con gấu đen nhỏ đang siêu siêu vẹo vẹo đi đến cửa lều, tạm ờ vài câu rồi đi thẳng vào trong, thì buồn cười sau khi bảo đảm tối hôm nay phong lăng sẽ không muốn tắm anh cũng không nói gì xoay người trở vào nhiệt độ trong lều vẫn được coi là ấm lệ nam hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra chỉ mặc chiếc áo phông màu đen và quần đùi rồi nằm xuống giường lưng vừa chạm giường anh lại thử độ cứng của chiếc giường dưới lưng cảm thấy cũng không tệ lắm để chống lạnh và nằm ngủ thoải mái giường đệm này cũng khá dày nằm lên rất thích trước mắt không thể đổi chỗ ở cô cũng không thể quá trắng trợn đuổi lão đại sang bên kia. Phong Lăng cảm thấy tim mình mệt quá, cô lại cúi người xuống, thế nhưng không còn dám âm mưu lấy chiếc vali dưới gầm giường ra nữa. Bởi vì vừa rồi, có lẽ lệ lão đại đã để ý đến động tác của cô, đợi đến lúc anh ra lại thấy chiếc vali này đã bị dời khỏi vị trí cũ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, không bằng cứ để yên dưới đó đi. Cho dù cô muốn quấn băng nịt ngực thì cũng phải chờ lúc anh ra khỏi lều vào ngày mai. Cô lại nhìn bộ đồ chống rét ở trên người mình, đứng sững cạnh giường một hồi. Khi nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm đơn sơ, cô lại nhớ đến câu nói của Lệ Nam Hành hôm đó, "Cậu nghĩ tôi vào phòng tắm để làm gì?" Vành tai Phong Lăng bỗng dưng đỏ lên, cô xoay người đi ra ngoài. Sau khi chạy vòng quanh lều 4 năm vòng, Phong Lăng ngồi bệt xuống nền tuyết trắng xóa, tiếp đó, cô nằm ngửa ra, nằm trong đống tuyết, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tuy đây là biên giới nào đấy của bang Montana thuộc Mỹ, tuy có rất nhiều sườn núi dựng đứng, vách núi treo leo, tuy ở đây rất lạnh, rét buốt nhưng chung quy vẫn là dưới cùng một bầu trời. Cho dù là ở Los Angeles hay ở đây, những vì sao trong đêm đen vẫn chẳng hề thay đổi. Cô nằm rất lâu, nhưng giá rét ngập trời khiến người ta không tài nào ngủ được. Phong lăng chỉ nhìn những làn khói trắng do cô thở ra, chẳng hề nhúc nhích gì. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở bên tai, đó là tiếng bước chân cô đã nghe quen ở chỗ này mấy ngày nay phong lăng còn chưa kịp quay mặt sang xa nhìn thì lệ nam hành đã lọt vào tầm mắt của cô anh đã tắm xong cũng đã thay quần áo chỉ mặc đồng phục chiến đấu màu đen hơi dày không mặc đồ chống rét hai tay đút túi quần chân đạp lên nền tuyết tràn đầy mặt đất từ từ đi đến cạnh cô lệ nam hành nhìn cậu thiếu niên đang nằm dưới đất sao thế ngại tôi chiếm giường nên cậu muốn lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu à Phong Lăng ngồi bật dậy, đưa tay phủi phủi tuyết trên tay áo và đùi xuống, sau đó cô ôm quần áo dày nặng trên người, cựa quậy đứng dậy khỏi nền tuyết. Cô phủi hết tuyết trên người xuống rồi ngửa đầu nhìn Lệ Nam Hành hỏi, lão đại, anh tắm xong rồi à? Lệ Nam Hành liếc cô, ừ, cậu không vào tắm à? Tôi không tắm đâu. Phong Lăng vừa nói vừa tránh né ánh mắt của anh. Cô đi về phía lều, giọng nói có chút lúng túng, điều kiện ở miệng núi Roger này không thể tốt bằng trong căn cứ. Cho dù không thiếu nước, tắm rửa cũng rất thuận tiện nhưng mỗi ngày tắm hai ba lần thì xa xỉ quá. Hơn nữa, ở chỗ thế này, thân thể cũng không đổ mồ hôi, người hoàn toàn sạch sẽ, không tắm một, hai lần cũng không sao. Lệ Nam Hành nhìn con gấu đen nhỏ đang siêu siêu vẹo vẹo đi đến cửa lều, tậm ờ vài câu rồi đi thẳng vào trong, thì buồn cười. Sau khi bảo đảm tối hôm nay Phong Lăng sẽ không muốn tắm, anh cũng không nói gì xoay người trở vào nhiệt độ trong lều vẫn được coi là ấm lệ nam hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra chỉ mặc chiếc áo phông màu đen và quần đùi rồi nằm xuống giường lưng vừa chạm giường anh lại thử độ cứng của chiếc giường dưới lưng cảm thấy cũng không tệ lắm để chống lạnh và nằm ngủ thoải mái giường đệm này cũng khá dày nằm lên rất thích cậu ngủ ở trong hay ở ngoài người đàn ông gối hai tay lên đầu dáng vẻ rất thoải mái anh liếc mắt nhìn phong lăng giống như con gấu đang đóng cọc ở cạnh cửa. Sao? Lúc đầu, phong lăng còn tưởng anh hỏi mình là ngủ ngoài hay trong lều, cô đang định đáp nhưng khi lời đến đầu môi, cô mới nhận ra câu hỏi của anh là hỏi ngủ ở trong hay là ngoài rìa giường. Cô nhìn cái giường, để tôi ngủ ở ngoài đi, nếu không, lúc đi vệ sinh buổi tối, tôi sợ mình sẽ làm phiền giấc ngủ của lão đại. Lệ Nam Hành lập tức nhích người vào phía trong giường nhưng chân người đàn ông này dài, người lại cao, hiện tại chiếc giường rộng 1m5, dài 1m8 ở bên dưới người anh lại trông khá nhỏ. May là ở đuôi giường có kê một cái bàn cao bằng giường, nếu không khi lệ lão đại nằm thẳng, có lẽ anh sẽ không có chỗ mà gác chân. Không còn sớm nữa đâu, cậu mau đi ngủ đi. Người đàn ông gối hai tay sau đầu, thản nhiên nói một câu rồi nhắm hai mắt lại. Anh đi cả một ngày, chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Phong lăng không lên tiếng, chỉ đi vào bên trong lều. Tuy cô không tắm rửa, nhưng vẫn cởi đồ chống rét ra, vào trong phòng tắm rửa mặt đánh răng qua loa. Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, cô lại mặc đồ chống rét vào. Thấy Lệ lão đại đã nằm trên giường, một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, Phong Lăng cũng không biết là anh đã ngủ hay chưa. Hơn nữa, lúc trước cô làm nhiệm vụ với A ca, hai bọn họ từng ngủ chung trong một cái rảnh buồn cả đêm, cô từng nghe tiếng ngáy vang dội tận trời xanh của A ca nhưng lệ lão đại lại không hề phát ra âm thanh khiến người khác cảm thấy phiền đó khi ngủ. Cô đi đến bên cạnh giường, nghe tiếng hít thở đều đặn của lệ nam hành, lại nhìn chiếc chăn bị anh quăng ở một bên, không thèm đắp. Phong lăng vương tay lấy chăn, định đắp lại giúp anh. Cô vừa đắp chăn lên người lệ nam hành thì nghe thấy anh lên tiếng, chưa ngủ à. Tay phong lăng khựng lại, tôi ngủ ngay đây. Lệ nam hành mở mắt ra nhìn lăng phong một lát, rồi lại nhìn chiếc chăn vừa được cô đắp lên người mình khóe môi anh hơi cong lên thản nhiên nói đi ngủ sớm đi phong lăng rầu rĩ ừ một tiếng rồi nằm xuống lệ nam hành loáng thoáng nghe thấy tiếng quần áo ma sát với bề mặt giường anh nhíu mày mở mắt ra nhìn thì thấy phong lăng đang nằm xuống mà trên người vẫn còn mặc bộ đồ chống rét cậu không cởi áo mà đã đi ngủ phong lăng đã ngã đầu xuống gối chỉnh lại quần áo cồng kềnh trên người một chút rồi vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng trả lời vâng chắc vì mấy ngày nay lạnh quá nên tôi bị cảm rồi có hơi sợ lạnh vả lại lúc nửa đêm chắc chắn sẽ rất rét lão đại anh cũng nên đắp chăn ngủ đi tôi ngủ thế này là được rồi sợ lạnh mà cậu còn nằm trong tuyết lâu như thế à vừa nãy tôi chỉ định đi ra ngoài hít thở một chút nhưng vì mệt quá nên mới nằm xuống một lát dù gì bộ đồ này cũng khá dày nhiệt độ của tuyết cũng không thể thấm vào qua quần áo nên tôi nằm trong tuyết cũng không sao cả Phong Lăng trả lời một cách hờ hững. Lệ Nam Hành nhìn quần áo dày cộng trên người Phong Lăng thì cảm thấy nó vô cùng chướng mắt, anh lạnh lùng nói, cởi đồ ra. Phong Lăng vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại ngủ. Tôi bảo cậu cởi quần áo ra, giả điếc à. Rõ ràng anh đang không vui. Phong Lăng đành phải mở mắt ra, nói với anh, lão đại, tôi thật sự rất sợ lạnh. Sợ lạnh thì đắp chăn vào, có ai đi ngủ mà lại mặc đồ vừa dày vừa nặng nề như thế? Cậu không thấy khó chịu à? Không khó chịu, bình thường mà, tôi cũng quen rồi. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng tôi cũng ngủ kiểu này. Lệ Nam Hành không nói gì thêm mà lại xoay người lại, khoanh hai tay trước ngực, cứ thế nhìn chầm chầm vào cô. Phong lăng giữ nguyên tư thế nằm thẳng, không nhúc nhích, dù thế nào cô cũng kiên quyết không cởi quần áo ra. Cô không quấn vải nịt ngực bên trong, sau khi cởi ra rồi nằm sát lệ lão đại như thế này, lỡ như anh làm bất kỳ động tác nào khác thì cô sẽ bị phát hiện. Muốn cô cởi thì cũng phải đợi ngày mai quấn được băng nịt ngực vào đã rồi tính. Phong Lan làm bộ không thấy người đàn ông đã nghi người qua nhìn mình, cứ nằm thẳng, mắt nhắm lại. Cậu nhất định muốn ngủ như thế này phải không? Phải, nhất định. Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng, Cậu mặc đồ dày như thế là vì sợ tôi táy máy tay chân làm gì cậu đúng không, hay là ngủ chung giường với tôi khiến cậu cảm thấy không an toàn, phải mặc nhiều lớp quần áo như thế thì mới thoải mái. Lão đại, tôi chỉ sợ lạnh thôi. Phong Lăng kiên định, không giải thích gì thêm. Sợ lạnh, vậy thì khóa huấn luyện chịu lạnh vẫn chưa đủ với cậu rồi. Lệ Nam hành hừ lạnh. Ừ, chắc thế, Phong Lăng không muốn nói thêm nữa, Lệ lão đại là người thông minh cỡ nào chứ chỉ sợ cô càng nhiều lời thì lại càng lộ thêm nhiều sơ hở. Thấy Phong Lăng cứ nhắm mắt lại muốn ngủ, Lệ Nam Hành cũng không nói nữa. Anh xoay người nằm thẳng rồi nhắm mắt, thế nhưng vẫn không vui, đanh giọng nói, tùy cậu. Phong Lăng thầm thở phào, cũng không đáp lời anh nữa. Trong lều rất yên tĩnh, mặc đồ chống rét dày cũng như thế này đúng là không quá thoải mái. Trước hết, không nói tới việc lạnh hay nóng mà chỉ với độ dày thế này, lúc ngủ, cô muốn xoay người cũng khó nếu âm thanh trở mình quá lớn thì chắc chắn sẽ làm phiền đến người bên cạnh cô mới ngủ được nửa giấc đã tỉnh lại vì không thể trở mình sau đấy lại nhắm mắt ngủ tiếp kết quả khi đang nửa tỉnh nửa mê phong lăng loáng thoáng nghe được tiếng gì đó tính cảnh giác của phong lăng cao nên cô lập tức mở to mắt kết quả còn chưa kịp phản ứng được gì phong lăng đã cảm nhận một cơn đau buốt ở eo người bị đạp một cú lăn từ trên giường xuống đất quần áo rất dày, ngã xuống cũng không thấy đau nhưng Phong Lăng vẫn bị giật mình. Khi biết được ai là người đá mình xuống, cô lão đảo đứng dậy, khó hiểu nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh nằm ở trên giường sau khi tung một cú đá đầy tàn nhẫn kia, lão đại. Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, bình thản thốt ra hai chữ, chật quá. Phong Lăng nhíu mày, nhìn cái giường. Khi cô nằm, đúng là bộ đồ chống lạnh của cô chiếm không ít diện tích. Cho dù có hơi chật chội, nhưng anh đạp cô xuống giường như vậy thì cũng hơi quá đáng cô không nói gì chỉ ra sức đè ép chiếc áo khoác trên người mình xuống đồ chống rét này trong phòng phòng nhưng chỉ cần dùng sức ép xuống thì nó vẫn có thể thu nhỏ lại tiết kiệm rất nhiều diện tích sau khi đè ép quần áo cô lại leo lên giường nằm xong xuôi cả rồi cô mới tuổi thân nói lão đại anh đừng đá tôi xuống nữa nhé người đàn ông kia không đáp lời như đã ngủ rồi cô nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa đầy 5 phút sau lại, trong lều lại vang lên một tiếng bịch, Phong Lăng bị đá xuống giường một lần nữa. Phong Lăng nằm bò dưới đất. Cô tức không chịu nổi, nhưng lại không muốn gây sự với anh. Cô dứt khoát im lặng, không nói tiếng nào, chỉ với tay lấy cái gối ở trên giường xuống rồi nằm dưới đất ngủ tiếp. Dù sao quần áo cũng rất dày, nằm trên đất cũng không sao cả. Lúc này, rốt cuộc người đàn ông kia cũng ngồi dậy, trụ mắt nhìn Phong Lăng đang bình tĩnh nằm trên đất trưng ra dáng vẻ dù anh có làm gì thì cô vẫn có thể ứng phó cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông kia phong lăng đang nằm trên đất mắt mở mắt ra nhìn thẳng vào anh nằm trên đất thoải mái lắm à cũng bình thường quần áo quá dày nên không có cảm giác gì hết vậy được vốn dĩ tôi còn định bảo tối mai cậu đi lấy thêm một cái giường xếp vào đây nhưng xem ra cũng không cần phải nhọc công như thế sau này chỉ cần tôi vẫn còn ở đây một ngày thì ngày đó tôi ngủ giường cậu nằm đất phong lăng im lặng trong chốc lát rốt cuộc cô vẫn ngồi dậy giơ tay lên vuốt mái tóc rối bời vì lăn lộn nửa ngày của mình lão đại anh có cần phải hành tôi thế không chỉ là đi ngủ thôi mà mặc lệ nam hành không cảm xúc đúng đấy chỉ là đi ngủ mà thôi cậu có cần đề phòng như đề phòng trộm cướp đến mức ngay cả đồ chống rét cũng không chịu cởi ra thế không phong lăng bị câu phản pháo của anh làm cho cứng họng cô mím môi bỗng đứng bật dậy khỏi mặt đất thôi bỏ đi tôi không ngủ nữa lão đại ngủ đi lệ nam hành nhìn bộ dáng như thể đã bị chọc tức của phong lăng vừa định nói chuyện thì thấy phong lăng thuận tay cầm lấy một cái ghế xếp dựa quân dụng đến bên cửa lều cô đặt chiếc ghế cạnh cửa rồi ngồi xuống không nhúc nhích nữa nhìn bộ dạng này thì có lẽ cô không muốn ngủ nữa định gác đêm giúp anh Lệ Nam Hành nhìn mái tóc có hơi rối bời kia rồi lại nhìn khuôn mặt tức giận cao có của cô, lông mày khẽ nhíu mại. Anh chỉ muốn Phong Lăng cởi quần áo ra đi ngủ mà thôi, cho dù không cởi sạch thì cô cũng đâu cần phải mặc giày đến thế chứ. Đồ chống rét không thoáng khí nên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô lại mặc bộ đồ to như thế, bất cẩn một chút thôi là có thể bị bí chết trong đó. Rõ ràng anh chỉ muốn tốt cho cô, rốt cuộc Phong Lăng giận cái gì cơ chứ? Không ngủ à? anh nhìn về phía kia cất giọng hỏi phong lăng không nói lời nào kéo chiếc mũ đằng sau lên trùng kín đầu trưng ra vẽ tay không nghe tâm không phiền nhìn dáng vẻ này thì hình như cô nổi giận thật rồi lệ nam hành vô thức liếc xuống nền đất dưới giường chẳng lẽ anh đã dùng sức quá mạnh đêm khuya vắng vẻ lặng thinh kẻ ngồi trên ghế người nằm trên giường chẳng ai nói lời nào chủ yếu là dù lệ nam hành nói cái gì thì phong lăng cũng không thèm để ý một lần rồi lại hai lần cuối cùng người đàn ông kia cũng sĩ diện nên im lặng theo không nói gì nữa để mặc cô ngồi ở đấy kết quả qua nửa đêm lệ nam hành mở mắt ra thấy phong lăng vẫn đang ngồi ở đó đợi một lúc lâu mà chẳng thấy cô nhúc nhích gì cả có lẽ cô đã ngủ thiếp đi ở trên ghế rồi lệ nam hành đứng dậy xuống giường chậm rãi đi đến bên cạnh ghế tựa anh rủ mắt xuống nhìn thì đúng là thấy phong lăng đã nhắm mắt lại ngủ được một lúc anh lại nhìn quần áo giày nặng trên thân thể và cái mũ cỡ lớn trùng trên đầu cô. Với tính cảnh giác của Phong Lăng, nếu bây giờ anh bế cậu ấy lên giường thì chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Nhìn tư thế ngủ của cậu ấy, cho dù vẫn ngủ được một giấc nhưng sáng sớm mai tỉnh dậy, cổ của cậu ấy sẽ rất nhức mỏi. Lệ Nam Hành thở dài, xoay người về giường, cầm một cái gối rồi quay lại chỗ của Phong Lăng, anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, nhét cái gối mềm mại vào vị trí sau cổ. Sau khi đảm bảo rằng Phong Lăng được thoải mái hơn một chút khi kê gối thì anh mới buông tay. Tuy Lệ lão đại đến còn mang theo lộc ăn cho bọn họ, thế nhưng cũng đồng nghĩa chuỗi ngày lười biếng của đám thanh niên đã chấm dứt. Sáng sớm ngày hôm sau là buổi tập hợp, huấn luyện lần đầu tiên sau khi cả bọn đến núi Roger. Thời tiết rét lạnh khiến cho mặt mũi của cả đám đều ửng đỏ, quan trọng là bọn họ còn không được phép mặc đồ chống lạnh, ngay cả Phong Lăng cũng thế, không ai là ngoại lệ dựa theo yêu cầu của lệ lão đại điều này là để giúp cơ thể họ không bị bệnh khi sống quá lâu trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp như thế này nên mỗi ngày họ nhất thiết phải tăng cường huấn luyện khả năng chịu đựng giá lạnh buổi huấn luyện đầu tiên chỉ yêu cầu bọn họ cởi đồ chống rét còn bên trong thì được mặc áo lông đứng trong gió tuyết xem như là huấn luyện buổi tập hôm sau tất cả phải cởi cả áo lông ra đứng sừng sững trong gió tuyết một tiếng chỉ với một chiếc áo ba lỗ Loại huấn luyện vừa khổ vừa lạnh trông như không dành cho con người như thế này đều đã có trong quân đội của mỗi quốc gia. Trong quân đội đã có nhưng căn cứ 11 ở thuộc Los Angeles có thời tiết nóng bức nên nhiều năm qua, họ chưa từng được tiếp xúc với nhiệm vụ ở khu vực cực lạnh như nơi đây. Vì thế về phương diện huấn luyện chịu đựng giá lạnh, họ vẫn chưa được huấn luyện một cách phù hợp. Theo ý của lệ lão đại, nhân lúc điều kiện ở chỗ này tốt như thế, vừa hay có thể là một khóa huấn luyện khả năng chịu lạnh cho bọn họ cả đám người đều thầm gào than nhưng chẳng ai dám mở miệng thốt ra một câu than thở nào dù sao theo lão đại sẽ có thịt ăn nếu họ thật sự bị lạnh làm ngu người hay lạnh đến mức sinh bệnh thì chắc chắn lão đại sẽ chịu trách nhiệm họ chẳng có gì để lo lắng trải qua ba ngày huấn luyện khả năng chịu lạnh tuy lúc mới bắt đầu mọi người đều chảy nước mắt nước mũi ròng ròng trên lông mi cũng đóng từng mảng xương giá dày nhưng sau đó hôm nay bọn họ có thể ra khỏi lều mà không cần mặc đồ chống lạnh cũng đã không còn sợ lạnh như lúc mới đến đây nữa ba ngày huấn luyện trôi qua ở đây lệ nam hành cũng không tàn nhẫn như hồi ở trong căn cứ anh cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày nhưng cơ hội nghỉ ngơi hai ngày mọi người vẫn cố chấp đi tìm sông để bắt cá đặc biệt là loài cá có lớp thịt vừa dày vừa nhiều rất tươi ngon được bắt trong lòng sông bên dưới lớp băng do chính miệng người sống ở phương bắc từ bé là đại bân thốt ra khiến cả đám thèm chảy nước miếng dù gì họ cũng không có việc để làm nên cả đám liền kéo nhau đi tìm phong lăng vốn không muốn đi nhưng ngay đến cả lệ nam hành cũng đã bị bảy người kia kéo đi nếu phong lăng không chịu đi nữa thì khác người quá cô đành phải theo đám người kia ra ngoài tìm sông kiếm ăn thật ra ở xung quanh miệng núi rô dơ này ngoại trừ sông băng cũng có không ít các đường sông khác nhưng mấy ngày trước lúc bọn họ xuống tìm cả đám đều đã đi ngược hướng bây giờ rút kinh nghiệm lần này họ đều mang cả bản đồ điện tử và la bàn sau khi tìm được vị trí dòng sông thì bắt đầu nghiên cứu làm sao đục thủng lớp băng dày đặc này tầng băng ở đây dày hơn rất nhiều so với băng ở trên núi bọn họ cũng không có dụng cụ chuyên dụng để đục thủng băng trên sông với độ dày thế này phương pháp dùng muối làm tan băng cũng không có bao nhiêu tác dụng hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian thế nhưng may là họ đông người túng năm tụng ba tìm một chỗ cố định trên dòng sông rồi thay phiên nhau đục băng khoảng hơn 2 giờ đồng hồ rốt cuộc lớp băng dày đặc cũng bị đục vỡ không ít nằm phía trên băng kề sát vào cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe thấy được nước chảy ở phía dưới tiếp tục đi tiếp tục đi sắp bắt cá được rồi tam bàn rất hưng phấn anh ta nghe được tiếng nước chảy là lập tức cầm dụng cụ lên miệt mài đục tiếp cẩn thận một chút vì chúng ta đục quá mạnh nên các lớp băng xung quanh đây đã có vài chỗ bị nước rồi bây giờ cậu tiếp tục mạnh tay như thế thì coi chừng lớp băng trước mặt này còn chưa bị đục thủng thì mấy chỗ khác đã nứt ra rồi đấy thế thì nguy hiểm lắm có người ở bên cạnh nhắc nhở không sao đâu băng dày cỡ này thì đục nửa ngày cũng không đục thủng được đâu nếu mà băng thật sự dễ vỡ như vậy thì chúng ta đã a à, lúc đang nói chuyện tam bàng vẫn cầm dụng cụ đục mạnh xuống một cái sau cú đục này anh ta còn chưa hết hưng phấn thì lớp băng đã có vết nứt trong nháy mắt, thân thể béo tốt đã rơi xuống khe nứt. A A cứu mạng. Cẩn thận. Một đám người vọt tới, nhưng ngay thời điểm cả đám vừa chạy đến, họ phát hiện lớp băng xung quanh đây cũng đã lan tràn vết nứt. Nếu như tất cả đều đi qua thì có lẽ cả mảng băng lớn đều sẽ bị vỡ ra hết. Tam bàn đã rơi xuống dòng nước lạnh giá, hai tay anh ta viện chắc vào tảng băng bên cạnh, miệng hét lên cầu cứu. Trong lúc mọi người ở xung quanh còn đang chần chừ thì chưa đến 5 giây, tay của tam bàng cũng đã bị lạnh đến mức không chịu được nữa anh ta tuyệt vọng hét to một tiếng rồi từ từ trượt tay xuống tam bàng phong lăng thấy đã không kịp nữa vội vàng muốn xông tới thì lại có một người lẹ chân hơn cô lao tới giơ tay nắm chặt lấy tay của tam bàng a à. a à. lão đại lão đại cứu tôi với tam bàng sợ đến mức sắp bật khóc thành tiếng đến nơi Dương mắt lên thấy người lao đến là Lệ Nam Hành thì anh ta lập tức cào khóc thảm thiết như thể thấy được cứu tinh vĩ đại nhất của đời mình, "Lão đại, tôi không muốn chết cống ở dưới này đâu." "Lão đại, cứu tôi với." "A." À. "Câm miệng." Sắc mặt Lệ Nam Hành rất khó coi, cân nặng của tam bàn quả thực không phải ở thứ mà người thường có thể chịu đựng được, huống chi bây giờ anh chỉ hoàn toàn dựa vào sức ở cổ tay, chân mày anh nhíu lại, Lệ Nam Hành quay đầu nói với đám người đang định xông đến đây, đừng qua đây, quá nhiều người quá sẽ khiến lớp băng vỡ ra, đứng ở phía sau kéo tôi. Vâng. Phong Lăng cũng theo mọi người ra phía sau, giúp sức kéo hai người kia lên, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chầm chầm vào phần cổ tay Lệ Nam Hành đang dùng lực kéo tam bàn. Chưa đầy nửa tháng trước, cổ tay của anh đã từng bị thương, bác sĩ đã cẩn thận dặn anh không được dùng sức ở phần này trong khoảng thời gian ngắn nhưng bây giờ, anh không chỉ đang dùng sức mà còn đang nắm chặt tay của Tam Bàn, chịu sức ép hơn 140 cân của Tam Bàn. Ánh mắt Phong Lăng run rẩy, thể trọng của cô được coi như là nhẹ nhất trong đám người ở đây, lớp băng kia có thể chịu được thêm sức nặng của cô. Vì thế, cô lập tức thả tay ra, nhanh chóng vọt đến bên kia. Ngay trong khoảnh khắc Phong Lăng xông đến, cô liền nằm sấp xuống, không chút do dự nắm chặt lấy cổ tay của Lệ Nam Hành, "Lão đại, tay anh" Lệ Nam Hành thấy cô hăng hái xông tới thì nhíu chặt mày, "Cậu tới đây làm gì? Ra phía sau đi." Phong Lăng không nói lời nào, chỉ liều mạng dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay Lệ Nam Hành để tránh việc khớp cổ tay của anh lại bị thương lần nữa vì thể trọng quá khổ của Tam Bàn. Lệ Nam Hành nhìn động tác này của Phong Lăng, lại nhíu mày lần nữa, một tay vẫn kéo lấy Tam Bàn, một tay kia lại giơ lên, gạt cô ra, lùi về phía sau đi. "Tôi là người nhẹ nhất trong cả bọn." Thêm trọng lượng của tôi vào cũng không khác biệt gì. Phong Lăng vẫn cứ cố chấp nắm chặt cổ tay anh, "Lão đại, anh bỏ tay ra đi, tôi với anh cùng nhau kéo tam bàn lên, anh không thể dùng quá nhiều sức, nếu không cái tay này của anh sẽ bị tàn phế thật đấy." "Lão đại." "Lão đại." "A a a, hơn nửa người của tam bàn đã ngâm vào trong nước, anh ta vừa lạnh lại vừa sợ đến mức trắng bệch cả mặt." Mấy người còn lại đang dùng sức kéo ở phía sau nhưng trên mặt băng vô cùng trơn trượt, bởi vì dưới chân đứng không vững nên họ chỉ có thể sử dụng được một nửa sức lực của bản thân. Phong Lăng nắm lấy cổ tay của Lệ Nam Hành, không ngừng kéo lên, một lúc sau nửa người trên của Tam Bàn đã được kéo lên, nhưng phần thân dưới đã bị đông lạnh tới mức cứng đờ, không thể tự leo lên trên được nữa, những người còn lại vẫn phải dùng sức kéo anh ta ra ngoài. Cuối cùng, sau gần 10 phút đồng hồ, Tam Bàn cũng được kéo ra khỏi khe băng nứt, thân thể béo mập bị kéo sang bên cạnh, cơ thể đã bị lạnh hoàn toàn đông cứng nhưng tên mập mạp lại rung rưng nước mắt sau khi trở về từ cõi chết anh ta thở hổn hển nói cảm ơn lão đại nhiều hụ làm tôi sợ muốn chết đám đại bân đang muốn đến xem tay lệ nam hành thế nào nhưng thấy phong lăng vẫn luôn bên cạnh lão đại không ai không tiến lên nữa lại đảo mắt nhìn tam bàng đang nằm trên mặt băng cả đám nhanh chóng tới gần cởi áo khoác chống lạnh trên người mình ra để đắp lên người tam bàng những người khác cũng làm theo, dù sao hiện tại, cả người tam bàn đều ướt sũng. Nếu cứ để anh ta chịu lạnh cống như thế thì cho dù không rơi xuống nước thì không chừng cũng sẽ bị chết rét trên đường về chỗ đóng quân. Cổ tay lão đại thế nào rồi? Có phải lại bị thương nữa rồi không? Phong Lăng đứng bên cạnh lệ nam hành, thấy anh buông thõng tay xuống bên người, không động đậy gì thì lập tức nắm tay anh, đồng thời cũng xoa bóp vài cái ở vị trí cổ tay, quả nhiên cô thấy được sắc mặt vốn luôn bình tĩnh của anh hơi tái nhợt Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô rồi rút tay về nhưng Phong Lăng vẫn giữ chặt lấy. Lão đại, cổ tay của anh thế này thì không được rồi, gọi đám đại bân lái xe đưa anh về bang Montana đi, tìm bệnh viện nào đó khám hoặc là gọi bác sĩ văn bay đến bang Montana khám cho anh. Phong Lăng vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình ủ phần cổ tay nhằm giúp anh sưởi ấm khớp cổ tay, tuyệt đối không thể để cho chỗ đang bị thương chịu lạnh nữa. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu lệ nam hành hờ hững nhìn đôi tay nhỏ đã lạnh đến mức ửng đỏ đang đặt trên phần cổ tay của mình vẻ mặt anh vẫn không thay đổi anh chỉ lạnh nhạt nói bỏ tay ra đi tôi xem tam bàng thế nào tam bàng có đám đại bân lo rồi phong lăng cũng quay đầu lại nhìn cô thấy bọn họ đã khiêng tam bàng đang nằm dưới đất lên thì mới dời mắt tiếp tục nhìn anh anh cứ về trước đã lệ nam hành không nhiều lời định xoay người rời đi nhưng lúc xoay người thì anh bỗng nhiên phát hiện phong lăng chưa thả cổ tay của mình ra, cô dứt khoát xoay một vòng theo anh, đôi tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay. Lệ Nam Hành lại liếc cô một cái, ánh mắt thăm thẳm tưởng chừng sâu không thấy đấy. Phong lăng vẫn nắm thật chặt tay của anh, ngay cả lúc trở về, cô cũng cẩn thận bảo vệ cho tay anh. Sau khi đi được một đoạn, cô dứt khoát kéo ống tay áo vừa dài, vừa rộng của mình ra một khoảng bọc kín cổ tay của Lệ Nam Hành, sau đấy, ống tay áo rộng lớn của cô vẫn luôn bọc kín bàn tay của cả hai người, cô vẫn nắm chặt tay anh, cứ thế trở về. Nếu như họ không biết cổ tay của lão đại lúc trước từng bị thương, bây giờ Phong Lăng chỉ đang giúp lão đại bảo vệ cổ tay, thì dù bất kỳ ai quay đầu lại nhìn thử cũng đều sẽ tưởng rằng hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm lén lúc nắm tay nhau dưới ống tay áo. Cảnh tượng này hài hòa đến thế nhưng tam bàn bên kia đang lạnh đến nghe răng trợn mắt, đau đớn than thở, đục băng lâu như thế, khó khăn lắm mới phá được lớp băng đó mà kết quả một con cá cũng không bắt được, đã thế suýt nữa tôi còn tự biến mình thành mồi cho cá luôn. Chắc tôi sẽ không bị lạnh đến mức tê liệt tay chân đâu nhỉ. Giờ người tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài lạnh, hình như bị tê hết cả rồi, không phải tôi sẽ bị tàn phế đấy chứ. Cậu câm mồm lại đi, ai cho cậu dũng khí mang cái thân 150kg thịt mỡ của mình đi loanh quanh trên lớp băng đã bị nứt như thế hả? Nếu người khác đứng ở đó thì chưa chắc đã xảy ra chuyện như thế này đâu. Mấy người anh em mắng anh ta vài câu nhưng vẫn luôn cẩn thận khiêng anh ta vào trong lều. Sau đó, họ lột sạch quần áo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài trên người tam bàn xuống, lấy thảm giữ nhiệt quấn quanh người anh ta, có người vắt khăn nước nóng lau tay chân, cả đám đều tất bật hối hả. Họ cũng biết bây giờ có phong lăng ở chỗ lão đại rồi, dù sao bọn họ cũng chẳng chen tay vào được nên cuối cùng tất cả vẫn chỉ có thể vây quanh con heo này thôi ở phía bên kia phong lăng đẩy lệ nam hành vào trong lều kéo anh đến cạnh giường rồi bắt anh ngồi xuống sau đó cô lại xoay người loay hoay tìm kiếm một hồi phong lăng nhớ rằng bọn họ chỉ mang đến đây một ít thuốc thông thường như thuốc cảm thuốc hạ sốt thuốc kháng sinh với cả mấy lọ thuốc trị vết thương do rét lạnh gây ra mấy thứ thuốc nước hỗ trợ dùng để xoa bóp trị liệu khớp xương thì không có ở đây Lệ Nam Hành ngồi ở bên giường, cổ tay anh đúng là rất đau, nhưng chuyện xảy ra quá cấp bách, cho dù cái tay này có bị tàn phế đi nữa, anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh em, cấp dưới của mình xảy ra chuyện được. Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô rồi rút tay về nhưng Phong Lăng vẫn giữ chặt lấy. Lão đại, cổ tay của anh thế này thì không được rồi, gọi đám đại bân lái xe đưa anh về bang Montana đi, tìm bệnh viện nào đó khám hoặc là gọi bác sĩ văn bay đến bang Montana khám cho anh. Phong Lăng vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình ủ phần cổ tay nhằm giúp anh sưởi ấm khớp cổ tay, tuyệt đối không thể để cho chỗ đang bị thương chịu lạnh nữa. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Lệ Nam Hành hờ hững nhìn đôi tay nhỏ đã lạnh đến mức ửng đỏ đang đặt trên phần cổ tay của mình, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, anh chỉ lạnh nhạt nói, bỏ tay ra đi, tôi xem tam bàn thế nào. Tam bàn có đám đại bân lo rồi. Phong Lăng cũng quay đầu lại nhìn, cô thấy bọn họ đã khiêng tam bàn đang nằm dưới đất lên thì mới dời mắt tiếp tục nhìn anh anh cứ về trước đã lệ nam hành không nhiều lời định xoay người rời đi nhưng lúc xoay người thì anh bỗng nhiên phát hiện phong lăng chưa thả cổ tay của mình ra cô dứt khoát xoay một vòng theo anh đôi tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay lệ nam hành lại liếc cô một cái ánh mắt thăm thẳm tưởng chừng sâu không thấy đấy phong lăng vẫn nắm thật chặt tay của anh ngay cả lúc trở về Cô cũng cẩn thận bảo vệ cho tay anh. Sau khi đi được một đoạn, cô dứt khoát kéo ống tay áo vừa dài, vừa rộng của mình ra một khoảng bọc kín cổ tay của Lệ Nam Hành, sau đấy, ống tay áo rộng lớn của cô vẫn luôn bọc kín bàn tay của cả hai người, cô vẫn nắm chặt tay anh, cứ thế trở về. Nếu như họ không biết cổ tay của lão đại lúc trước từng bị thương, bây giờ Phong Lăng chỉ đang giúp lão đại bảo vệ cổ tay thì dù bất kỳ ai quay đầu lại nhìn thử cũng đều sẽ tưởng rằng hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm lén lúc nắm tay nhau dưới ống tay áo. Cảnh tượng này hài hòa đến thế nhưng tam bàn bên kia đang lạnh đến nghe răng trợn mắt, đau đớn than thở, đục băng lâu như thế, khó khăn lắm mới phá được lớp băng đó mà kết quả một con cá cũng không bắt được, đã thế suýt nữa tôi còn tự biến mình thành mồi cho cá luôn. Chắc tôi sẽ không bị lạnh đến mức tê liệt tay chân đâu nhỉ. Giờ người tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài lạnh, hình như bị tê hết cả rồi, không phải tôi sẽ bị tàn phế đấy chứ. Cậu câm mồm lại đi, ai cho cậu dũng khí mang cái thân 150 ký thịt mỡ của mình đi loanh quanh trên lớp băng đã bị nứt như thế hả? Nếu người khác đứng ở đó thì chưa chắc đã xảy ra chuyện như thế này đâu. Mấy người anh em mắng anh ta vài câu nhưng vẫn luôn cẩn thận khiêng anh ta vào trong lều. Sau đó, họ lột sạch quần áo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài trên người tam bàn xuống, lấy thảm giữ nhiệt quấn quanh người anh ta, có người vắt khăn nước nóng lau tay chân cả đám đều tất bật hối hả họ cũng biết bây giờ có phong lăng ở chỗ lão đại rồi dù sao bọn họ cũng chẳng chen tay vào được nên cuối cùng tất cả vẫn chỉ có thể vây quanh con heo này thôi ở phía bên kia phong lăng đẩy lệ nam hành vào trong lều kéo anh đến cạnh giường rồi bắt anh ngồi xuống sau đó cô lại xoay người loay hoay tìm kiếm một hồi phong lăng nhớ rằng bọn họ chỉ mang đến đây một ít thuốc thông thường như thuốc cảm thuốc hạ sốt thuốc kháng sinh với cả mấy lọ thuốc trị vết thương do rét lạnh gây ra, mấy thứ thuốc nước hỗ trợ dùng để xoa bóp, trị liệu khớp xương thì không có ở đây. Lệ Nam Hành ngồi ở bên giường, cổ tay anh đúng là rất đau, nhưng chuyện xảy ra quá cấp bách, cho dù cái tay này có bị tàn phế đi nữa, anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh em cấp dưới của mình xảy ra chuyện được. Thật sự chỉ cần như vậy thôi sao? Cô không quá tin lời anh. Lệ Nam Hành lạnh nhạt nhìn cô, đây là cổ tay của tôi chẳng lẽ tôi nhịn đau được mãi à? Bảo cậu làm thế nào thì cậu làm thế đi, sao lại nói nhiều thế? Phong Lăng, từng Nói cũng đúng, anh không thể cứ để mặt cổ tay của mình bị tàn phế như thế được. Cô nhanh chóng đi kiếm một cái khăn lông nóng đắp lên cho anh, rồi lại đi tìm túi băng quấn đầu gối không biết tìm được từ đâu của Đại Bân. Mà đúng là thế thật, cái băng đầu gối này bó lên tay thật sự có thể tỏa nhiệt ra, Phong Lan nghiên cứu một lúc mới thấy dưới một cuốc cài có lắp pin ở trong, thảo nào nó có thể tỏa nhiệt được. Sau khi cầm đủ thứ về, cô lấy khăn bông quấn lên cổ tay lệ nam hành, sau đó lại quấn băng đầu gối tự động làm nóng kia bên ngoài khăn bông. Đúng là làm thế này sẽ giúp khăn bông giữ nhiệt, không chỉ trường nóng cổ tay, mà còn có thể cố định lại cổ tay của anh vì cô quấn khá chặt, tránh cho dây chằng căng ra rồi lại bị thương lần nữa. Bởi vì cổ tay của lệ nam hành bị thương không nhẹ, Cộng thêm việc Tuy Tam Bàn được cứu mạng về, nhưng anh ta đã bị cảm rất nặng, nằm lì trên giường không dậy nổi, bệnh tật triền miên, lên cơn sốt, ho khủ khụ khiến người trong hai lều bạc đều vô cùng bận rộn. Nhất là mỗi lúc đến giờ ăn cơm, ai nấy đều phải vừa làm việc vừa nghĩ cách nấu cháo hoặc nấu vài món thanh đạm. Lệ Nam Hành không phiền phức như Tam Bàn, mặc dù anh bị thương ở tay phải, nhưng mỗi lần đến giờ cơm, chưa cần anh mở miệng, Phong Lăng đã chủ động mang đồ đến khi thì đưa cho anh cái thì để anh có thể ăn cơm dễ dàng hơn được một chút, lúc thì tự mình gấp đồ ăn đặt vào trong bát anh. Lúc đầu, Lệ Nam Hành còn nói không cần, nhưng sau khi quen rồi thì anh cũng bỏ luôn cả thì, chờ cô đút cho mình ăn luôn. Tuy Phong Lăng cảm thấy như thế thì không hay cho lắm nhưng thấy cổ tay anh đúng là vẫn còn đau đến mức không thể cử động, cô vẫn đút cho anh. Cô coi anh như một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi, cần đút thì đút thôi. Cứ thế, Giờ Lệ Nam Hành được nước lớn tới, ngay cả mặc áo, cởi áo, anh đều cần cô đến giúp anh. Cả một ngày dài, trừ lúc anh đi vệ sinh ra thì mọi hoạt động gần như đều là được Phong Lăng giúp đỡ. Lại một đêm nữa trôi qua, tối hôm qua vì cổ tay bị thương nên Lệ Nam Hành không đi tắm, đêm nay tất nhiên anh vẫn không thể đi tắm được. Phong Lăng qua lều bên cạnh xem thử tình hình Tam Bàn. Tam Bàn đã hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn yếu anh ta ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương quá lâu lại bị dọa khiếp vía nên có lẽ giờ vẫn còn đang ốm các anh em khác đang chăm sóc anh ta ngày đêm ở bên kia khi chắc chắn ở đây không có vấn đề gì lớn phong lăng mới trở về lều bạc của mình cô vừa trở về đã thấy lệ nam hành đang dùng một tay cởi đồ phía trên chỉ mặc độc một áo thun bó sát đi về chỗ phòng tắm phong lăng nhìn bóng lưng của anh thấy khó hiểu nên gọi lại một tiếng lão đại anh đến phòng tắm làm gì Bây giờ anh không tiện tắm rửa đâu. Không tắm rửa được nhưng tôi vẫn phải gội đầu chứ. Xưa nay, Lệ Nam Hành đã có bệnh thích sạch sẽ, một hai ngày không tắm còn nhịn được, nhưng không gội đầu thì anh thật sự không chịu nổi. Phong Lăng đi theo đến cửa phòng tắm, nhìn anh chúi đầu vào trong chậu rửa mặt bên cạnh buồn tắm đơn sơ, đưa một tay vặn vòi tắm tạm thời được làm bằng ống nước, rồi một tay đó cầm vòi nước xả lên tóc. Anh định gội đầu kiểu này à? không kiểu này thì kiểu nào đây bởi vì lệ nam hành đang không lưng nên giọng nói của anh trầm thấp hơn một chút mang theo chút khàn khàn còn có thêm chút mờ ám anh nhắm hai mắt lại không lưng cúi đầu xuống chậu rửa mặt ở phía trước cho dù có hơi vất vả nhưng anh vẫn kiên quyết muốn gội đầu phong lăng nhìn một lúc lệ nam hành đang dội nước xuống đầu thì bên tai vang lên tiếng bước chân của phong lăng một giây sau trong dòng nước bỗng xuất hiện thêm một đôi tay kéo cánh tay không bị thương kia của anh ra rồi xối nước ấm lên tóc anh. Động tác của lệ nam hành hơi khựng lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế không lưng, đầu thì quay lại nhìn cô. Giọng nói của Phong Lan lại rất thản nhiên, tay anh không tiện, thôi cứ để tôi giúp cho. Lệ nam hành không lên tiếng, cánh tay vốn dĩ được anh dùng để tự mình gội đầu dừng lại giữa không trung một lát, rồi sau đó từ từ thả xuống, viện lên trên bồn rửa mặt, không nhúc nhích gì nữa. Tuy thân thủ thường ngày của Phong Lăng rất linh hoạt, đừng thấy cô nhỏ gầy hơn so với những người khác mà lầm. Trên thực tế, lúc nghiêm túc huấn luyện, cô hoàn toàn là một người rất bạo lực. Nhưng lúc này đây, động tác của cô rất nhẹ nhàng, vốc nước lên rồi xối xuống tóc anh, sau đấy lại xoa nhẹ nhẹ. Thấy tóc anh đã đủ độ ướt rồi, cô đóng vòi nước lại, đi sang bên cạnh lấy dầu gội đầu. Lão đại, dầu gội đầu của tôi không tốt bằng loại anh hay dùng trong căn cứ, anh không ngại chứ. Lệ Nam hành thượng lại một lát, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng không quên đáp lại một câu, đêm hôm trước tôi tắm ở đây đã dùng nó rồi, cậu nghĩ tôi là loại người sẽ để ý mấy chuyện như vậy sao? Phong Lăng ỷ vào việc anh đang không thấy gì mà lường nguyết, anh có phải loại người như thế không thì đương nhiên là tôi không biết, nhưng người có bệnh ưa sạch sẽ như anh, ai biết anh có ghét việc dùng chung với đồ dùng tắm rửa hàng ngày của người khác hay không chứ? Cô không nói gì nữa, bóp dầu gội đầu ra rồi tạo bọt trong lòng bàn tay, sau đấy lại xoa lên tóc của anh ở trong phòng tắm vừa đơn sơ vừa nhỏ hẹp ánh đèn lờ mờ người đàn ông rắn rỏi cao ráo không người không nhúc nhích hình như từ trước đến nay con người mạnh mẽ này rất hiếm khi cúi đầu hạ mình trước mặt cô như thế còn cô đứng bên cạnh anh cẩn thận gội đầu giúp anh động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi còn hơi vụng về nhưng mà phong lăng vẫn đang cố gắng gội đầu giúp anh hơn nữa cô còn không muốn làm anh cảm thấy khó chịu phong lăng lại chẳng biết được lúc này đây lệ nam hành đang chịu dày vò như thế nào cũng không biết anh đang đấu tranh tư tưởng ra sao người đàn ông nhắm hai mắt lại không nhìn thấy gì cả trong bóng tối tất cả các giác quan đều trở nên vô cùng nhạy cảm anh cúi đầu tay chống lên bồn rửa mặt cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay đang xoa tóc rất nhẹ nhàng của cô thỉnh thoảng lại gãi một cái không đau cũng chẳng ngứa nhưng lại tựa như đang khơi gợi điều gì đó trong sự thinh lặng này Đầu ngón tay của cô sượt nhẹ qua tai anh, như thể mang theo một ngọn lửa nho nhỏ thoảng qua. Cô lại ấn da đầu, mỗi lần như thế đều khiến thân thể nhạy cảm của anh rung lên. Cô vặn vòi nước rồi lại bắt đầu xối nước lên tóc anh, vừa xối vừa hỏi, "Nước đủ ấm không? Có nóng quá không?" Nhiệt độ vừa phải, ấm áp, không quá nóng. Nhưng khi nước chảy từ tóc xuống cổ thì anh lại cảm thấy bắt đầu nóng như thiêu đốt đôi tay của phong lăng xoa xoa trên mái tóc ngón tay khẽ lướt qua bọc xà bông bên tai rồi lại vuốt tóc rối ở trên cổ lệ nam hành rất bình tĩnh đứng ở đấy nhưng trong lòng lòng tựa như bị người ta châm lên một ngọn lửa hừng hực không sao dập tắt được gội đầu như thế một lát mãi đến khi phong lăng dội sạch bọc xà phòng trên tóc và cổ lệ nam hành cô mới cầm lấy khăn bông lau tóc anh rồi nói xong rồi lệ nam hành ngẩng đầu lên nhưng không đứng dậy mà anh vẫn chống tay trên bồn rửa mặt như trước nhàn nhạt hỏi một câu nước chảy vào trong áo mất rồi cậu giúp tôi lau người được không phong lăng vừa nghe thế thì cẩn thận xem xét quả nhiên thấy chỗ trước ngực của anh bị ướt vì tư thế không lưng gội đầu ban nãy cộng thêm việc cô mãi dội nước giúp anh nên chắc không chú ý tới có nước từ cổ chảy vào bên trong áo làm ướt phần áo trước ngực phong lăng không nghi ngờ gì thật xin lỗi vừa rồi tôi không chú ý để tôi lau giúp anh lúc này lệ nam hành mới đứng dậy trong giây phút đứng thẳng lưng lên anh nhìn thẳng vào mặt cô phong lăng lại nghiêm túc cầm một cái khăn lông khô bên cạnh qua lau chỗ áo bị ướt trước ngực anh sau đó nhìn vệt nước vẫn còn sót lại ở phía trên cô lập tức xin lỗi anh cởi đồ ra tắm đi không phải anh còn quần áo để thay sao để tôi lấy cho anh thay trước người đàn ông đứng ở đó không nhúc nhích chỉ giật giật khóe miệng từng cậu cởi giúp tôi bàn tay đang cầm khăn lông của phong lăng thượng lại nếu không phải vì cổ tay của anh thật sự không thể cử động thì cô còn nghi ngờ có phải anh đang cố tình lừa mình hay không không cởi thì thôi vậy để tôi tự làm không đợi cô trả lời lệ nam hành lạnh mặt muốn đẩy cô ra anh đừng cử động để tôi làm phong lăng không có cách nào đành phải để khăn lông xuống đưa tay kéo vạt áo người đàn ông từ giữa đai lưng hướng lên trên sau đó cô đứng ở trước mặt anh thân thể gần như dán sát vào ngược lệ nam hành, dùng tư thế hai tay ôm anh, cuốn vạt áo anh lên trên từng chút từng chút một. Sau đó Phong Lăng nhắm hai mắt lại, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, nhanh chóng vén áo của anh lên. Đến lúc giúp anh cởi áo qua khỏi đỉnh đầu, Phong Lăng mới nhìn anh đang lắc đầu vì vừa mới gội đầu xong, ánh mắt cô hơi khựng lại, sau đó cô đột nhiên xoay người đi thẳng ra ngoài. Cô đi tìm quần áo thay sau khi tắm cho anh, vẫn là áo phông ôm dáng mà bình thường anh hay mặc bên trong chẳng qua chiếc này là màu xám đậm bình thường cô thấy anh hay mặc màu đen hơn thỉnh thoảng cũng có lúc anh mặc áo may ô màu trắng chắc là vì bình thường cũng rất ít khi vào phòng của anh nên số lần thấy anh mặc màu sắc khác cũng không nhiều phong lăng cầm quần áo đi vào thấy người đàn ông rất đường hoàng để trần nửa người trên đứng đó đợi mình giống như chờ cô tới hầu hạ là một chuyện rất đương nhiên vậy cô đi vào vừa định cầm quần áo đưa cho anh lại thấy thứ quấn trên cổ tay người đàn ông cuối cùng vẫn đi qua cầm quần áo mặc vào cho anh động tác mặc quần áo vào và động tác cởi quần áo ra ban nảy trái ngược nhau một động tác vén lên trên một động tác kéo nhẹ xuống phía dưới nhưng căn bản đều là gần như phải tựa vào ngực người đàn ông rốt cuộc cũng giúp anh mặc quần áo xong phong lăng đang muốn lùi ra nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt không biết từ bao giờ cứ cúi đầu nhìn cô Lúc cô đang muốn lùi lại thì bỗng nhiên anh lại tiến thẳng lên trước một bước. Cô lùi thêm một bước nữa theo bản năng, người đàn ông lại tiến thêm một bước về phía trước, mãi đến khi lưng cô đụng vào vách ngăn thô sơ được dựng lên làm cửa phòng tắm trong góc phòng. Khi không thể lùi tiếp được nữa, cảnh tượng từng xảy ra ở trong phòng của anh đêm đó lại xuất hiện khiến Phong Lăng bỗng trở nên căng thẳng, vội vàng muốn tách ra. Trong chớp mắt này, người đàn ông lại cúi đầu xuống giống như muốn hôn cô, cô lập tức quay mặt sang hướng khác môi người đàn ông chỉ sượt nhẹ qua bên tai cô lệ nam hành cúi đầu nhìn động tác quay đầu của cô bằng ánh mắt sâu thẳm nhưng lại không tiếp tục có động tác khác cô giơ tay lên suy nghĩ một chút rồi vẫn đẩy chỗ bên hông anh ra lão đại nếu anh đứng không vững thì tôi dìu anh ra ngoài cô nói xong thì cúi đầu giả vờ không phát hiện tia tối tâm trong mắt anh giơ tay lên bày ra tư thế muốn đỡ anh người đàn ông cúi đầu trông thấy vẻ mặt này của cô vừa rồi có giây lát, anh thật sự rất muốn hôn cô một cái, nhưng nghĩ đến việc cổ tay mình còn bị thương, tạm thời vẫn cần cô chăm sóc, nếu mình treo chọc thì cô sẽ lại tức dơ súng nhắm vào anh. Hiện tại anh cũng không chắc mình có thể cậy tay của cô ra trong một khoảng thời gian ngắn hay không. Suy cho cùng một tay đúng là vẫn không bằng hai tay, dù cho phong lăng có gầy hơn đi chăng nữa thì thể lực của cô cũng là do anh huấn luyện ra, cô có mạnh hay không, anh biết rất rõ. Lệ Nam Hành đứng thẳng người lên, không tiếp tục cúi người đè ép cô nữa phong lăng có khoảng trống thì diều anh ra ngoài lúc đi tới bên giường cô mới chợt nhớ ra anh chỉ không thể dùng sức ở cổ tay mà thôi cũng không phải là chân bị thương cô đỡ làm gì chứ phong lăng chợt rút tay về ngẩng mặt lên đã thấy người đàn ông ngồi bên giường nhìn mình cười như không cười cô lại nhanh chóng đổi chủ đề lão đại anh nghỉ ngơi trước đi tôi lại qua xem tam bàn thế nào không phải cậu mới đi xem rồi sao lại muốn đi thêm lần nữa à đúng tôi vừa đi xem rồi thấy bộ dạng đứng ở bên giường không biết phải làm gì tiếp theo của cô lệ nam hành không nói thêm gì nữa anh giơ cái tay không bị thương lên tùy ý gạt tóc mình sau đó thản nhiên nói lần trước ở cửa phòng y tế cậu có thấy văn nhạc tình giúp tôi xoa bóp như thế nào không phong lăng hồi tưởng một chút có nhớ đại khái hình như chủ yếu là động tác lưu thông máu đơn giản không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ mà nhẹ nhàng mát xa vị trí dây chằng bị tổn thương. Vậy thì thử xem. Người đàn ông nói, giơ tay lên. Phong lăng, anh muốn tôi xoa bóp giúp anh. Lệ nam hành nhíu mày, làm thế thì mới nhanh lành được, nếu không cậu muốn đút cơm cho tôi, gội đầu, thay quần áo giúp tôi thế này tới khi nào. Cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng bắt đầu từ ngày mai, ngay cả lúc đi vệ sinh, tôi cũng phải gọi cậu đi cùng mất phong lăng yên lặng một lát rồi mới đi qua cô giúp anh cởi thứ trên cổ tay ra sau đó lại nhìn cổ tay hơi trắng bệch vì bị trường nóng cả một ngày không có thuốc nước cũng không có bác sĩ chỉ trường nóng đơn giản như vậy cũng không biết có hiệu quả hay không nhưng nhìn bộ dạng không gấp gáp không lo lắng này của anh cô cũng không tiện nói nhiều lúc ban đầu cô vẫn còn hơi không quen tay xoa xoa nắng nắng trên cổ tay anh một hồi vừa mới bắt đầu lệ nam hành dường như thấy hơi đau, song anh lại không nói gì, chỉ để tùy cô nắng bóp. Sau 10 phút xoa bóp, Phong Lăng tìm được quy luật và phương hướng mát xa, mặc dù biểu cảm trên mặt anh không rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra được khi nào anh đau hay là thoải mái nên cô cứ căn cứ vào quy luật lúc anh dễ chịu mà làm. Lệ Nam Hành nhìn cô liên tục ấn, bóp trên cổ tay mình, không bao lâu sau, đột nhiên giơ tay kia lên kéo cô tới bên người, ngồi xuống tôi đang giúp anh xoa bóp ngồi xuống xoa tư thế ngồi xuống như vậy thật sự là dựa vào nhau quá gần phong lăng hơi tiến lại gần tiếp tục giúp anh cẩn thận xoa bóp vừa xoa vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh xác định anh thật sự thoải mái mới yên tâm người đàn ông liếc nhìn mái tóc của cô bỗng nhiên nói lâu rồi cậu chưa cắt tóc hả đúng là một thời gian dài rồi phong lăng không hề cắt tóc đợt trước có quá nhiều chuyện xảy ra cô không có thời gian đi cắt bây giờ độ dài đã quá mang tai đúng là hơi dài rồi từng cô trả lời một tiếng giơ tay lên vén tóc về phía sau tay một chút chỉ là một động tác theo thói quen mà lại khiến ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại hai hôm nay hai người ngủ chung một giường khiến phong lăng cũng bớt được phần nào cảm giác đề phong lệ nam hành một người bình thường rất ít tiếp xúc với người khác như cô đang dần thích ứng với việc bên cạnh mình có người khác nhưng cô cũng chỉ thích ứng duy nhất với sự tồn tại của lệ nam hành mà thôi. Mùi hương mát lạnh của người đàn ông phản phất xen lẫn một thứ gì đó khiến bản năng phụ nữ trong cô bỗng có cảm giác an toàn. Cô cũng không tìm hiểu kỹ nhưng thật sự không quá chú ý tới người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn mình khi cô xoa bóp giúp anh. Phong Lăng xoa bóp một hồi đến khi tay cô cảm thấy hơi mỏi thì mới giúp anh chườm nóng tay thêm lần nữa. Sau đó, Phong Lăng đứng lên, trải giường chiếu động tác tự nhiên giống như hai người đã là đôi vợ chồng già ngủ chung chăn gối không biết bao nhiêu năm. Thấy Phong Lăng dường như đã quen, hơn nữa cũng không còn công khai kháng cự khi mình tới gần như trước nữa, khóe môi lệ nam hành công lên, anh muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, ý cười như có như không. Lúc Phong Lăng quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt người đàn ông đã hờ hững như trước. Tam bàn nằm ở trên giường suốt năm ngày, thật ra anh ta đã tỉnh lại từ hai ngày trước, thế nhưng anh ta vẫn lười biếng nói cả người đều khó chịu. đến ngày thứ năm, tam bàng mới lại tràn đầy sức sống, hô hào ầm ĩ rằng mấy ngày này bị bệnh đều ăn uống quá thanh đạm nên giờ muốn ăn thịt nướng, còn muốn ăn cá nướng. nói ngày đó mình rơi vào trong sông băng đã tìm được kinh nghiệm, lần sau anh ta nhất định sẽ không đứng ở vị trí bên cạnh nữa, mà sẽ né ra một khoảng cách và góc độ nhất định. cả đoàn vốn đã không định cân nhắc tới vấn đề bắt cá gì đó nữa, ngày hôm đó thật sự quá nguy hiểm, lại thêm chuyện của tam bàng lúc đầu họ đều cho rằng tam bàn sẽ cạch đến già. Kết quả, có ai ngờ được chuyện đầu tiên sau khi tên mập chết bầm này xuống giường lại vẫn là tìm miếng ăn. Thật ra thì lớp băng ngày hôm đó đã vỡ ra một mảng lớn, họ cực khổ lâu như vậy nhưng chẳng bắt được con cá nào, kiểu gì cũng cảm thấy hơi không cam lòng nhưng vẫn không muốn mạo hiểm. Vậy mà tam bàn không những không bị ám ảnh, lại còn không sợ chết chủ động muốn tiếp tục tới vị trí của đục mặt băng, mấy anh em cùng nhau thương lượng một chút, để cho an toàn, họ quyết định lần này sẽ mang theo dây thừng. Phong lăng và lệ nam hành không đi, nhưng cả hai cũng tin tưởng là lần này bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Dù sao đây cũng đều là người do căn cứ huấn luyện mà ra, dù có vấp ngã cũng nên rút ra được kinh nghiệm, lần này chắc chắn họ sẽ không làm ẩu nữa. Quả nhiên, lần này xuất phát, chưa tới 3 tiếng đồng hồ, bên ngoài đã truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của bọn tam bàng. Lệ nam hành ra khỏi lều để hút thuốc, Nghe thấy tiếng động từ xa, anh hít mắt quay đầu liếc nhìn một cái, làn khói thuốc mỏng phun ra từ miệng anh. Lệ Nam Hành thấy trong thùng bọn họ đang sách đựng đầy cá, hiển nhiên là thu hoạch rất phong phú. Không ngờ căn cứ phái đám nhóc này tới nơi này đóng quân lại khiến bọn họ có thêm được bản lĩnh này, ngay cả sông băng, núi tuyết này cũng không thể làm bọn họ đói chết được. Lệ Nam Hành cười, phủi tàn thuốc đi, không đi qua đó mà để mặc mấy người bọn họ vui vẻ phấn khởi vừa đi vừa nhảy vừa ầm ĩ. Bữa tối hiển nhiên có thêm một đĩa cá thịnh soạn, ngay cả Phong Lăng cũng không ngờ, họ bị đưa đến nơi như thế này mà vẫn có được bữa cơm có cá có thịt qua ngày. Ngay cả loại người không có nghiên cứu gì về ẩm thực như Phong Lăng cũng cảm nhận được niềm vui hiếm có thì đừng nói chi là kẻ ham ăn như Tam Bàn. Tám người của căn cứ 11 cộng thêm Lệ Nam hành đóng quân phía trên miệng núi Roger đến ngày thứ 10, quả nhiên có người của căn cứ đưa đồ vật mà bọn họ đang thiếu tới nơi này đóng quân ở miệng núi Roger đến ngày thứ 15, trời vừa sáng thì đại bân, người tối qua đến phiên gác đêm, đột nhiên thổi một tiếng còi mà chỉ có phạm vi trong vòng 30 mét mới có thể nghe rõ. Loại tiếng còi này chỉ có người của căn cứ 11 hiểu, ý nghĩa là có quân địch tới gần, muốn mọi người lập tức chuẩn bị. Nghe tiếng còi, trong nháy mắt người trong hai chiếc lều đồng thời mở mắt ra, cho dù còn buồn ngủ nhưng ai cũng lập tức bật dậy, trong vòng 5 phút mọi người đã mặc xong quần áo, vác theo súng và cất các loại dao găm vũ khí lên người đồng loạt chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì lệ nam hành ra khỏi lều nhìn các thành viên căn cứ đã đứng thành một hàng ở phía trước rồi lại nhìn về phía đại bân sau khi theo lệ nam hành ra ngoài phong lăng không hỏi nhiều tức khắc tiến vào đội ngũ xếp hàng chỉnh tề sẵn sàng đợi lệnh lão đại có mai phục đại bân vừa nói vừa nhìn một ngọn núi tuyết khác ở góc chéo đối diện phía trên không nhìn thấy người thế nhưng từ góc độ này có thể nhìn ra được trên đó có vài vết chân lờ mờ những chỗ như thế này thì sẽ không có ai tùy tiện đi qua đội xây dựng do quân đội hoa kỳ sắp xếp cũng sẽ không đến đây mà từ tối hôm qua đến bây giờ trong mấy người bọn họ cũng chẳng có ai chạy lên núi tuyết đối diện nếu như thật sự có người nếu đối phương không mai phục hoặc không phải cố ý ẩn nấp thì bên đó sẽ không im hơi lặng tiếng như thế ban nãy lúc tôi dậy đi vệ sinh Kết quả mới vừa đi ra đã lập tức nghe thấy tiếng đạn tín hiệu rất nhỏ, tức khắc phát hiện tình hình có điểm bất thường. Tôi quan sát một vòng, quả nhiên thấy trên núi đối diện có vết chân. Người của căn cứ 11 có năng lực quan sát vô cùng nhạy bén, cho dù khoảng cách rất xa, cho dù xung quanh đều trắng xóa nhưng đêm nào trước khi ngủ, họ đều sẽ quan sát địa hình và tình hình xung quanh một lượt. Dù vết chân đối diện không rõ nhưng giáp mặt với nơi đầy tuyết thế này thì cũng đã coi như là dấu vết quá rõ ràng rồi. Sau khi nghe Đại Bân báo cáo, Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng liếc về hướng kia, đánh mắt ra hiệu mọi người chú ý, rồi lạnh nhạt mở miệng, "Đỉnh núi tuyết này là vị trí bắn tỉa thuận lợi nhất, năm người ở lại trên này để ứng chiến bất cứ lúc nào, những người khác theo tôi xuống dưới." Không có ai nói chuyện, để tránh rút dây động rừng, họ chỉ dựa vào động tác gật đầu và ánh mắt để hành động. Đáng lẽ Phong Lăng bị giữ lại trên núi nhưng cô nhìn thoáng qua tay Lệ Nam Hành, nói thẳng, "Lão đại, tôi cùng đi với các anh năm người bọn đại hồ và vai ở lại nhất là trình độ bắn tỉa tầm xa của đại hồ trong lần sát hạch kia cũng đứng tốt đầu mặc dù anh ấy chưa vào đội bắn tỉa nhưng khả năng dùng súng lục bắn tỉa tầm xa vững hơn tôi ở đây tôi không có súng trường không ổn định được như anh ấy lệ nam hành biết cô đang nghĩ gì anh chỉ nhìn cô một cái rồi liếc đại hồ gọi đại bân tam bàn cùng đi xuống phong lăng nhanh chóng đuổi theo đoàn người đi men theo một con đường nhỏ ở phía sau mới được phát hiện vào hai ngày trước để xuống núi dưới hai ngọn núi tuyết này chỉ có một dòng sông dòng sông này chính là nơi mấy ngày hôm trước tam bàng và đại bân thường xuyên tới họ đã hết sức quen thuộc với địa hình sau khi ra hiệu bằng mắt mọi người tới gần chân núi đối diện bằng cách chạy dọc theo phần rìa thích hợp ẩn náu nhất để tiếp cận phía dưới vách núi đối diện đám người mai phục này cũng rất khôn khéo chỉ đứng ở chỗ cao mới có thể khiến cả hai có thực lực ngang nhau nếu đối phương tấn công từ phía dưới thì sẽ gặp nhiều bất lợi nhưng nếu như hai bên dằn co cách nhau một ngọn núi đối với bên phía phong lăng đây không phải là chuyện tốt gì thứ nhất chỗ trại đóng quân sẽ bị hư hại thứ hai là bọn họ không thể nắm chắc chiến thắng bọn họ phái người mai phục ở phía đối diện đây là tính toán của họ nhưng không có nghĩa là địch cũng nghĩ như vậy có khả năng họ sẽ chạm trán kẻ địch cũng đang ẩn náu bên dòng sông dưới chân núi này. Đúng như dự đoán, mới vừa vòng qua nửa chân núi tuyết, Phong Lăng đột nhiên đặt tay lên túi quần mình, sẵn sàng ứng chiến. Tam Bàn và Đại Bân cũng đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lệ Nam hành đi tuốt ở đằng trước, trong khoảnh khắc ở phía trước bỗng nhiên nhảy ra bóng người, anh đã nổ súng trước khiến đối phương không kịp né tránh, bả vai người kia trúng một phát đạn nhưng hắn vẫn kiên trì giơ súng bắn về phía bọn họ lên đại bân ở phía sau khẽ quát một tiếng phong lăng tiến lên trước nhanh chóng bắn về phía trước mấy tên mafia đang ẩn nấp dưới chân núi trúng đạn chúng phải tránh về phía sau không dám tùy tiện lộ mặt ở vị trí này nữa trong vài giây sau đó phong lăng xông lên cầm cổ tay phải của lệ nam hành đang muốn nhắc trên tay anh có vết thương định khuyên anh đừng xông lên nhưng cô lại thấy người đàn ông này cầm súng bằng tay trái nên hình như cũng không có vấn đề gì thấy anh không hề bị vết thương ở cổ tay ảnh hưởng, lúc này, Phong Lăng mới buông tay, lại chuẩn bị xông lên phía trước. Cô chợt thấy Lệ Nam Hành giơ tay lên che ở trước mặt mình. Cô hướng mắt nhìn về phía anh. Người đàn ông nháy mắt với cô một cái, mặc dù Phong Lăng không lên tiếng nhưng chỉ giây lát, cô đã hiểu được ý của anh, cô lập tức gật đầu, lui về phía sau một bước, sau đó đổi sang một góc độ khác, ánh mắt nhìn về phía khúc quanh dưới chân núi. Tam Bàn và Đại Bân cũng phối hợp ăn ý, yên lặng chờ đợi ở phía sau. Cứ như vậy, hai bên dằn co với nhau đại khái chừng 3-4 phút, Đại Bân và Tam Bàn đột nhiên dùng tốc độ rất nhanh lăn về phía trước. Trong chớp mắt, hai bóng người đột ngột lăn qua đó khiến đối phương muốn nổ súng, bắn về phía mặt đất, phong lăng đã đá một cú vào phía vị trí có phần băng tuyết thật dày bên cạnh, tuyết trên đất bị hất lên, hất vào mặt những kẻ đang ở chỗ góc ngoặt đối diện. Thừa dịp mắt bọn chúng tạm thời không thể nhìn thấy gì, Tam Bàn và Đại Bân nhảy lên dơ súng bắn chết hai tên trong số đó. Lúc này, đã không còn góc ngoặt cản trở, lúc tấn công trực diện, họ mới thấy ở bên dưới này có tới mười mấy tên địch đang mai phục, vậy thì chắc là số người ở trên núi tuyết cũng sẽ không ít. Phong Lăng và Lệ Nam Hành tham gia vào trận chiến đấu ác liệt, tay phải Lệ Nam Hành không tiện hành động, một tay Phong Lăng dơ súng, tay còn lại không ngừng ném lớp tuyết thật dày dưới vách núi về phía trước sương tuyết lạnh như băng làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của mười mấy tên bên phe địch. Trong chớp mắt, từ thế yếu bởi vì quân số trên lệch, bên phía phong lăng đã cân bằng lực lượng với đối phương. Tiếng đạn không ngừng vang lên dưới chân núi, cùng lúc đó, họ cũng nghe thấy trên núi truyền đến tiếng súng, không rõ là phe địch hay là bọn đại hồ nổ súng trước nhưng nghe âm thanh đã biết tình hình chiến đấu rất ác liệt. Lệ Nam Hành cầm súng bằng tay trái nhưng vẫn nhanh chóng tiêu diệt được hai tên, trong đó còn có hai tên bị anh bắn trúng cánh tay và hai chân, lại thêm sự phối hợp của Phong Lăng, Tam Bàn và Đại Bân, số lượng mười mấy tên mai phục ở bên dưới này giảm xuống chỉ còn lại bốn năm người trong nháy mắt. Thấy số lượng người đã bằng nhau, hơn nữa đối phương còn có kẻ bị thương, kẻ thì tàn phế, Tam Bàn muốn xông lên, nhưng bỗng nhiên thấy chân nặng trĩu anh ta cúi đầu xuống thì thấy có tên còn sót chút hơi tàn đang nằm trên mặt đất đầy máu tươi, kéo ống quần anh ta. Cút đi, dám kéo chân tao à. Tam bàn đạp cho hắn một cước, giơ súng chỉ về phía người nọ, bắn một phát đạn. Mấy tên còn lại không ngờ mấy thành viên được phái đến đóng quân trên núi tuyết lại lợi hại như vậy, chúng nhìn những tên đã ngã xuống đất, lại vô tình đối diện với ánh mắt của lệ nam hành, cho dù chúng không nhận ra anh chính là lão đại của căn cứ 11, nhưng vẫn nhìn ra được người này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản gì. Mấy tên kia không dám tái chiến, vừa phòng thủ vừa lui lại phía sau. Lúc trẻ vào phía bên kia khúc cua, ánh mắt của mấy tên nọ trở nên rất hung ác. Lệ Nam hành hít mắt lại, đột nhiên hét lớn về phía sau, cẩn thận, chi viện của đối phương rất đông. Quả nhiên, anh vừa dứt lời thì tức khắc nghe thấy âm thanh nhiều người đang tiến về phía này, a à đù. Bọn chúng có nhiều người như vậy sao? Tam bàn cau mày. Tổng số thành viên căn cứ 11 bọn họ ở đây từ trên xuống dưới cũng chỉ có 9 người nhưng chỉ là mấy người như vậy thôi cũng đã khiến đám mafia mai phục ở đây nhằm đối kháng với quân đội Mỹ phải phái tới nhiều người như vậy, xem ra đúng là chúng không hề đánh giá thấp bọn họ, chuẩn bị chu đáo mọi phương diện mới chạy tới giao chiến. Giây phút những tiếng bước chân kia vang lên rất gần, ánh mắt lệ nam hành bỗng nhiên đảo về phía sau, nhìn về hướng dòng sông mấy ngày hôm trước bọn tam bàn vẫn thường xuyên xuống bắt cá. Ánh mắt anh trầm xuống, trong giây phút quay người, anh nói với tam bàn một câu, này tam bàn, coi như cậu lập công một lần. Trở về thưởng cho cậu năm cân thịt nướng. Tam bàn mờ mịt, nhưng anh ta không kịp hỏi, lập tức cùng mọi người chạy về phía bên kia. Tiếng súng đằng sau và đám người đuổi theo bọn họ đã chạy thẳng tới đây. Lúc này lệ nam hành không ra mặt ứng chiến nữa, anh nghe tiếng bước chân cũng biết có ít nhất là 20, 30 người tới. Dù cho bốn người bọn họ có lợi hại hơn nữa, cánh tay giơ súng quá lâu, cũng sẽ bị đông cứng trong trời băng đất tuyết này, không thể linh hoạt như trước, nếu như không dùng trí óc thì bên họ chỉ có đường chết. Lúc sắp tới hố băng mà cả đám mò cá hôm trước, Phong Lăng lập tức hiểu được ý của lão đại. Nếu nhìn từ góc độ này, người ta sẽ chỉ thấy một lớp tuyết dày phủ lớp lớp băng trên mặt dòng sông, hoàn toàn không thể phát hiện phía trước có một hố băng lớn đến thế, mà bọn họ chính là người tự mình đào ra hố băng này nên đương nhiên họ biết phải tránh từ chỗ nào nếu không sẽ dễ ngã xuống giống như tam bàng hôm đó tam bàng cũng đã hiểu ra bởi vì mấy ngày nay anh ta thường xuyên đến đây bắt cá cho nên quá rõ mỗi một bước ở nơi này là an toàn hay là nguy hiểm lúc sắp tới khu vực nguy hiểm nhất anh ta lên tiếng lão đại bên phải nửa mét lệ nam hành bình tĩnh dời bước chân sắp sửa tiến lên phía trước của mình sang phải một bước vì lời nói của tam bàng nhưng đám người ở phía sau gần như không thể nhìn ra là anh đã thay đổi phương hướng di chuyển chỉ do súng sông lên phía trước Phong Lăng vào căn cứ đã lâu, cũng đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh tượng buồn cười, lạ lùng như thế. Hai mươi mấy người nhìn chầm chầm phương hướng của bọn họ, giơ súng lên nhưng vẫn không thể bắn trúng, bởi năng lực ẩn náu của bên Phong Lăng quá mạnh, đối phương không chỉ không thể tới gần người bọn họ mà còn đứng không vững bởi tuyết phía dưới lớp băng quá trơn. Sau khi dẫn bọn họ chạy về phía trước hơn 10 mét, Lệ Nam Hành quay đầu lại, quả nhiên đã thấy đám người kia lần lượt ngã vào trong hố băng cho dù người phía sau chạy tới phát hiện điểm bất thường muốn dừng lại nhưng bởi vì số người chạy tới quá nhiều khu vực gần hố băng vốn đầy vết nứt không quá chắc chắn nên toàn bộ đã vỡ ra trong chớp mắt năm sáu người cùng lúc ngã xuống dòng nước lạnh băng chìm xuống nước mà không kịp kêu lên một tiếng chỉ có mấy tên mafia tránh được sự giận dữ hiện lên mặt đối phương chúng giơ súng xông lên nhưng lúc này bởi vì nhân số giảm bớt hơn phân nửa nên bị nhóm của lệ nam hành cho mỗi tên một viên đạn bắn vỡ đầu máu văng tung tóe khắp nơi dùng đỏ băng tuyết trên dòng sông hố băng bị khuết đại giống như một hố đen có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ bốn phía đều là máu nóng thấy đám người kia kẻ thì chết người thì bị thương tam bàn không nhịn được mà cười ha hả mẹ ai bảo chúng mày truy đuổi tao một lũ rác rưởi không ngờ kẻ tham ăn cũng có tác dụng của kẻ tham ăn cái hố băng tốn biết bao nhiêu thời gian mới đào ra được hóa ra còn có công dụng này nữa. Đại bân cũng cười, giơ tay lên vỗ vai tam bàng đã nghe thấy chưa, lão đại nói muốn thưởng cho cậu 5 cân thịt nướng, ở cái nơi lạnh khủng khiếp này, 5 cân thịt nướng còn đáng giá hơn 5 cân vàng đó. Tam bàn cười hì hì, ngước mắt lên nhìn về phía lệ nam hành, lão đại, nói lời phải giữ lời nhé. Lệ nam hành liếc mắt nhìn tam bàn, cười lạnh một tiếng, không để ý tới anh ta, chỉ tiện tay nhét súng vào bên hông, phía trên còn có một đám người chờ giải quyết, khi nào xong sẽ thưởng cho cậu. Yes sir. Tam bàn phấn khởi đứng thẳng dậm chân tại chỗ, vừa dậm vừa cười, mẹ kiếp, cái đám ngu xuẩn này, nói xông lên là xông lên. Đúng là chúng không nghĩ tới sức mạnh của một kẻ tham ăn lại có thể đục ra một cái hố trên mặt băng ở nơi mấy trăm năm không có ai đục phá gì này. Ha 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 ha, tôi đã nói béo không phải lỗi của tôi, ăn cũng không phải cái tội mà, ha 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 thấy dáng vẻ đắc ý của tam bàng phong lăng cũng lắc đầu cười cô cất súng xong không nhìn đám người ngã trên mặt đất phía sau mà lại bước nhanh về phía trước cô nhìn thoáng qua tay trái của lệ nam hành rồi lại liếc qua tay phải của anh mặc dù phong lăng không lên tiếng nhưng tam bàn và đại bân ở bên cạnh cũng lập tức nhớ tới tư thế cầm súng bằng tay trái của lão đại ban nảy lúc này mới thở dài nói đúng rồi lão đại anh sử dụng tay trái mà lại lưu loát như vậy lợi hại quá lệ nam hành hờ hưởng đáp sau khi trở về căn cứ mỗi đêm dùng tay trái luyện bắn tỉa hai tiếng đồng hồ thì không tới ba năm các cậu cũng sẽ được như vậy cho nên lão đại là đang nhắc nhở chúng tôi cho dù là lệ lão đại anh cũng có một khoảng thời gian khổ luyện đúng không quả nhiên thiên tài không phải đều là trời sinh cũng đều cần phải dựa vào nỗ lực sau này biểu cảm của tam bàn giống như lĩnh ngộ được một quyển chi cần sao pho sao chỉ muốn quỳ xuống lại sao lệ lão đại lại chưa từng khổ luyện được chứ mặc dù lão đại xuất thân từ nhà họ lệ nhưng nghe nói mấy ông cụ kia đã ném lão đại vào trong căn cứ từ rất sớm mà không thèm quan tâm một chút nào lúc đó chắc tuổi lão đại vẫn rất nhỏ hẳn là còn nhỏ hơn lúc phong lăng vào căn cứ đại bân nói lệ nam hành không để ý đến bọn họ chỉ quay qua nhìn phong lăng hờ hững nói đừng lo lắng ban nãy tôi không dùng đến tay phải lúc này phong lăng mới dời ánh mắt đi không nói gì thêm mặc dù phong lăng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng nhưng ánh mắt quan tâm vẫn rất rõ ràng lệ nam hành công môi cười rồi đi về phía con đường lên núi quay về giải quyết mấy kẻ còn lại thôi vốn cho rằng còn có thể chiến đấu kịch liệt qua lại một hồi tất cả mọi người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là sẽ có thương vong thậm chí là có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới kết thúc được kết quả không ngờ rằng một hố băng như thế thôi mà lại giải quyết được một vấn đề lớn. Họ vừa mới đi xuống chưa được bao lâu mà đã giải quyết xong rồi. Tam bàn huyết sáo đi ở phía trước, đại bân đi bên cạnh, nghe tam bàn vừa huyết sáo vừa khoác lác trên dọc đường, nghe anh ta nói bản thân có khả năng tiên tri ra sao, khóe miệng đại bân không ngừng co giật mãnh liệt, hoàn toàn mặc kệ anh ta. Lúc hai người ở phía trước này đã đi được một đoạn khá xa, bước chân lệ nam hành bỗng nhiên dừng lại, ngay lúc Phong Lăng vừa đi tới bên cạnh bèn đẩy mạnh cô ra ngoài. Phong Lăng không ngờ anh đột nhiên lại đẩy mình, lảo đảo một cái ngã xuống bên cạnh. Trong khoảnh khắc cô ngã xuống đất, một viên đạn được bắn ra từ súng giảm thanh lặng lẽ xuyên qua không khí, sượt qua cổ cô rất nguy hiểm. Mặc dù chỉ để lại một vệt máu trên da, nhưng cảm giác đau đớn vẫn ập tới trong nháy mắt, khiến cô chợt quay đầu nhìn về phía sau. Trong đám người đã ngã xuống kia lại có hai tên chỉ bị bắn trúng phần bụng ngã xuống đất giả chết, nhưng lúc họ tạm thời lơi lỏng cảnh giác liền bắn súng. Nhìn động tác của hai người, Lệ Nam Hành không đợi Phong Lăng ngã xuống đất phản ứng lại đã xoay người, móc súng ra, quay lại nghênh chiến. Phong Lăng giơ tay lên sờ soạn trên cổ, chỉ có một vết xước rỉ máu, nhìn thoáng qua máu trên ngón tay, cô cũng lạnh mặt đứng dậy, vọt tới bên kia. Tam bàng và Đại Bân nghe thấy tiếng động thì hét lên một tiếng tai, quay đầu nhìn thấy tình hình lúc này mới nói một câu không ổn. Rồi vội vàng muốn vòng trở lại. Lúc này, không biết từ đâu lại có mấy người nhảy ra chặn đường Tam Bàn và Đại Bân. Phong Lăng đã đuổi theo nhưng sau khi bị thương người mặc đồ đen vẫn có thân thủ rất cốt kia đã trốn đi rất nhanh. Lúc bọn họ quay trở lại, một người trong đó bỗng nhiên vọt ra, chặn trước mặt Phong Lăng. Phong Lăng nên chiến một mình, liếc qua thấy lệ Nam Hành đang đuổi theo tên chạy nhanh nhất kia, không khỏi mày cho dù anh có lợi hại hơn đi chăng nữa nhưng bây giờ cổ tay phải vẫn là điểm yếu, nếu như bị tên kia phát hiện tay phải của anh tạm thời không thể cử động thì tiêu. Phong Lăng nhanh chóng xoay người tránh được viên đạn, đột ngột nhảy về hướng bên cạnh rồi đạp lên phần tuyết trên vách núi đá dưới núi, lật tay bắn người nọ một phát, không ngờ tên kia lại né được. Bên kia, Lệ Nam Hành thấy người mặc đồ đen này không chỉ có thân thủ rất tốt, mà rõ ràng người này đã được huấn luyện cách mai phục chuyên nghiệp. Chỉ sau vài chiêu võ, đối phương đã bắt đầu tấn công về phía tay phải của anh, nhưng lúc lệ nam hành né tránh phần cánh tay bên phải, người mặc đồ đen nổ súng, bắn rớt súng trong tay trái của anh xuống đất. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lệ nam hành biết trong súng đã không còn lại mấy viên đạn, nhặt lên cũng không có tác dụng gì lớn nên anh chỉ giả vờ lui về phía sau hai bước rồi nhân lúc đối phương giơ súng chuẩn bị tấn công, anh lại đá vào cây súng nằm trên mặt đất, nhưng anh không bắt súng, mà thừa dịp súng vẫn ở giữa không trung, đá một cước thật mạnh về phía trước. bán súng hung hăng bay qua, đập thật mạnh vào mặt người kia. Nhưng thời gian một phần mười giây khi tên mặc đồ đen đang đau đớn đến mức nhắm cả mắt lại, lệ Nam hành cúi người, lao nhanh về phía trước, công tay trái lên tấn công kịch liệt vào phần bụng của hắn. Sau đó, anh ngẩng đầu, hung hăng đập vào cầm tên đó ngay lúc hắn ta cầm súng muốn bắn về phía lưng mình. Lệ Nam hành dùng sức bẻ cổ tay và cướp lấy súng trong tay hắn, cười lạnh một tiếng dùng ánh mắt người anh em tôi hiểu anh liếc hắn một cái trọng lượng của khẩu súng này thể hiện rất rõ ràng rằng đạn của hắn ta cũng chẳng còn được mấy viên bởi vì cái nhìn này của anh mà tên mặc đồ đen thẹn quá hóa giận hai người chuyển sang đánh tay đôi lệ nam hành có thân thủ nhanh nhẹn ra tay tàn nhẫn chuẩn xác khiến đối phương có năng lực chống đỡ nhưng dù sao vừa rồi cũng mới phải tổn thất ở chỗ hố băng nên lúc lui về phía sau hắn ta cố ý dẫm lên một khối băng nước ra do bị máu hòa tan, sau đó trượt mạnh về phía sau. thừa dịp lệ nam hành ra tay muốn đè hắn ta lại thì dùng sức thật mạnh để khiến anh ngã về phía sau. ánh mắt lệ nam hành lạnh lẽo, anh túm chặt cổ áo của hắn. trong nháy mắt hai người cùng lăn về phía hố băng kia. lão đại, phong lăng đá văng người trước mặt mình ra. cô đột nhiên nhìn thấy lệ nam hành và tên kia đang mất khống chế lăn tới chỗ hố băng trên sông chỉ trong nháy mắt hai người đã ngã xuống hố băng to đó. Phong Lăng nhìn mà trái tim giật thót, quay đầu lại bắn một phát, trong chớp mắt, ấn đường của đối phương tung tóe máu, cô xoay người, lao nhanh tới. Lão đại! Lão đại! Tam bàn và đại băng hất đám người đang cuốn lấy mình ra, quay đầu trông thấy cảnh này, sợ tới sắp trách cả mí mắt, vội vàng chạy nhanh tới. Phong Lăng bước nhanh tới chỗ cái hố trên mặt băng, đột nhiên bổ nhào xuống đất, dù tận mắt nhìn mặt nước vô cùng lạnh lẽo dưới hố băng cô cũng không dám tin, tay nắm chặt lớp tuyết nhún đẫm máu, nhìn chầm chầm vào mặt nước. Thấy mặt nước dần phẳng lặng, cả lệ nam hành và người ban nảy đều không ngoi lên. Phong lăng đột nhiên vươn tay, dùng sức mò vớt trong làn nước lạnh như băng. Nhưng cô không mò được gì cả. Lão đại Tam bàn và đại bân đứng ở một bên, sợ lớp băng dưới chân phong lăng nứt ra nên dừng ở chỗ cách sau lưng cô hơn 2 mét, nhìn hố băng phẳng lặng chìm vào u ám và yên tĩnh tính chất của loại hố băng này không giống bình thường nếu như lão đại gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào họ cũng có thể tiến lên trợ giúp thế nhưng ở dưới này là dòng sông băng mà không ai có thể dự đoán được tam bàng hiểu rất rõ mức độ lạnh lẽo bên trong nhìn mặt nước an tĩnh mắt tam bàng đỏ lên trong nháy mắt phải làm sao bây giờ tam bàng cố đè sự lo lắng trong lòng xuống đảo mắt nhìn về phía đại bân có mang dây thường không buộc vào thắt lưng tôi, tôi xuống dưới tìm lão đại. Không mang. Đại bân nhíu mày. Bọn họ biết không thể tùy tiện nhảy xuống chỗ này, bằng không chắc chắn phải chết. Cho dù có dây thừng thì cũng không ai bảo đảm có thể thuận lợi kéo được lên, huống chi là trong tình huống hiện tại. Phong lăng cuối người quỳ gối bên cạnh hố băng, nhìn chầm chầm vào mặt nước. Bỗng nhiên, ánh mắt cô khẽ động, nhìn những vết máu lan ra đang dần dần trồi lên trên mặt nước họ không biết rốt cuộc là vết máu nổi lên này là của ai đột nhiên đại bân thấy động tác đứng dậy muốn nhảy xuống của phong lăng anh ta bèn bước lên phía trước túng cổ tay cô lại phong lăng đừng quá xúc động phong lăng không lên tiếng cô chỉ nhìn chầm chầm vào hố băng trước mặt nhìn máu nổi lên trên nhíu chặt mày ngay lúc đám người mới vừa bị đại bân và tam bàng quăng qua một bên cầm súng tiến lại gần ánh mắt phong lăng bỗng nhiên rời khỏi mặt nước con ngươi cô đỏ lên nhìn chằm chằm bọn chúng. Phong Lăng bất thình lình xoay người lại vung cao chân lên, hung hăng đạp một cái vào thi thể trên mặt đất, đánh về phía đám người kia, rồi lại chợt cúi xuống sông lên trước, tay túm lấy cổ áo của một tên, đấm mạnh vào mặt đối phương. Cô đoạt lấy súng của đối phương rồi dùng kỹ thuật bắn chuẩn xác của mình giết chết ba tên, sau đó đảo mắt một cái, cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai tên cầm súng khác. Súng trong tay Phong Lăng nhắm vào đầu một tên trong số đó, nổ súng không chút lưu tình đoàn đoàn hai tiếng cộng thêm tiếng súng của tam bàng và đại bân hai tên kia gục xuống đất máu bắn tung tóe khắp nơi nhìn thi thể đầy đất và vũng máu hòa lẫn trong tuyết ba người đều không hề vui vẻ họ chỉ lại quay đầu nhìn về phía mặt nước yên ắng dưới hố băng đã qua mấy phút rồi cho dù là một người bình thường dưới nơi này cũng khó mà sống nổi dù sao độ lạnh của sông băng ở nơi lạnh lẽo cùng cực này không phải là thứ cơ thể con người có thể chịu được Thế nhưng ba người không ai nói gì, tam bàng và đại bân nhìn chầm chầm vào phía trên kia, phong lăng đưa lưng về phía mặt nước, tay nắm chặt phần bán súng. Bỗng nhiên, tiếng rào rào vang lên, có người chui ra khỏi mặt nước. Lão đại! Tam bàng và đại bân không thể tin nổi nhìn chầm chầm về phía kia rồi hét lên. Phong lăng cũng quay lại nhìn ngay lập tức, đầu tiên một đôi tay thò ra từ mặt nước, bám lên mặt băng bên mép hố băng một cách dứt khoát và chính xác, tiếp đó đầu lệ nam hành ngoi lê khỏi mặt nước trong thời tiết rất lạnh lẽo này người đàn ông bám vào mép hố băng trên người toàn là vết máu trước khi anh sức cùng lực kiệt phong lăng và đại bân đã nhanh chóng phản ứng vội vã chạy đến mỗi người túm lấy một bên tay anh tam bàn sợ cân nặng của mình sẽ gây ra nguy hiểm nên đứng sau lưng phong lăng bảo cô nằm xuống sau đó dùng sức lôi chân của cô về phía sau ba người cùng hợp sức lôi lệ nam hành lên lệ nam hành ngã ra mặt băng dùng sức hít thở sâu vài hơi đồng thời sau khi ho sặc ra nước anh nhắm mắt lại không nhúc nhích nữa nhưng ba người kia có thể thấy lồng ngực anh phập phồng anh đang hít thở chỉ là thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt phong lăng vội cùng tam bàn và đại bân cởi đồ chống lạnh trên người ra phủ lên người lệ nam hành đồng thời kiểm tra khắp nơi trên cơ thể anh không phát hiện có vết thương nào vậy xem ra đống máu trên mặt nước là của đối phương chứ không phải của lệ nam hành tiếp tục ở dưới này khó tránh khỏi gặp phải những tên khác bao vây tấn công Đại Bân và Tam Bàn dùng sức đỡ lệ Nam Hành lên Quay lại đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng, đi Phong Lăng nhận lấy súng do Đại Bân ném tới Sắp xếp lại đạn trong hai khẩu súng trong tay Sau đó dắt súng ở bên hông Sẵn sàng chuẩn bị cho việc xui xẻo gặp Mai Phục Khi đó hai người bọn họ đỡ lệ Nam Hành Còn cô giải quyết kẻ địch Hết ngoại truyện chính Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện 10